Long uy chiến thần, Uy Long, Huy Vũ. Chương 351 làm sao có thể thấy chết mà không cứu được? Bất kể thân phận của anh là gì, bọn anh đều là quân nhân, còn những người ở đội bên kia là lính đánh thuê của các quốc gia khác. Bây giờ những người lính đánh thuê này đang có mưu đồ đánh cắp kho báu của Vương quốc Long quốc, thì đó chính là kẻ thù chung của chúng ta, nếu thế thì Minh Hải làm sao có thể thấy chết mà không cứu được? Lệ Uy Long nói. Hóa ra chính là lính đánh thuê bắt cóc Nguyễn Tú cầm đi. Chu Nhược Mai nhất thời kinh ngạc, cô chỉ từng nghe nói về những người lính đánh thuê này, nhưng cô lại chưa bao giờ được nhìn thấy họ, cô chỉ nghe nói rằng lính đánh thuê đều rất lợi hại. Đúng vậy, người muốn giết anh ở tập đoàn Galaxy hôm qua chính là lính đánh thuê, Lê Uy Long nói. Em nghe nói rằng lính đánh thuê đều rất lợi hại, vậy hai chúng ta đi đến núi hổ sơn, thế chẳng phải là cừu chui vào miệng hổ, rồi cũng trở thành con tin của bọn họ sao? chu nhược mai nói thế cũng không còn cách nào khác chuyện này là do em cứ nhất quyết muốn đi mà anh có thể không theo đi được sao lê uy long nói em cảm thấy lo lắng quá lỡ như lát nữa em không phá giải được ván cờ đó bọn họ sẽ giết cả hai chúng ta mất chu nhược mai nói nói không chừng có cơ duyên may mắn nào đó em đột nhiên tỉnh ngộ nghĩ ra được phương pháp phá giải thì sao lê uy long nói làm sao có thể dễ dàng tỉnh ngộ đến như vậy được cho dù em có thể phá giải được ván cờ tàn đó, thế chẳng phải là em đã giúp bọn họ mở được cửa đá và để bọn họ lấy được kho báu của Long Quốc của chúng ta sao? Chu Nhược Mai nói, bọn họ không thể lấy đi những kho báu đó được, bởi vì một khi đội quân của Minh Hải đến, chính là ngày chết của bọn họ. Lê Uy Long nói, rốt cuộc phía trong cửa đá đó có những kho báu gì mà có thể khiến cho bọn họ không màng cách xa ngàn dặm điều động binh lực đến Long Quốc của chúng ta? Chu Nhược Mai nói, Hiện tại anh cũng không biết bên trong đó có những kho báu gì, mọi thứ đều phải đợi sau khi mở cánh cửa đá mới có thể tiết lộ được." Lệ Uy Long nói. Một lúc lâu sau, Lệ Uy Long liền chạy tới núi Hồ Sơn. Khi hai người lính đánh thuê phụ trách đứng canh ở phía trên cửa hang động nhìn thấy Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai cùng nhau đến đây, đều không khỏi kinh ngạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền hai người bọn họ đều không ngờ rằng chu nhược mai lại dám mang theo chồng mình đến đây gióc đã từng căn dặn với bọn họ rằng tuyệt đối không được phép cho lê uy long theo đến đây hai người bọn họ lập tức rút súng muốn bắn chết lê uy long thế nhưng lê uy long đã nhanh tay mở cánh cửa xe và lao thẳng đến trước mặt họ bùm bùm lê uy long đồng thời tung hai quả đấm đập vào mặt bọn họ a à, a à, hai người lính đánh thuê đó thảm thiết kêu lên một tiếng nhất thời bị đánh bay ra ngoài Khẩu súng trong tay cũng rơi theo xuống đất. Khi bọn họ từ trên mặt đất đứng lên chuẩn bị tấn công về phía Lê Uy Long, thì Lê Uy Long đã nhặt lấy khẩu súng của bọn họ. "Đừng nhúc nhích." Lê Uy Long hai tay cầm súng chỉ thẳng về phía bọn họ, lạnh lùng nói. Hai người lính đánh thuê đó lập tức không dám nhúc nhích. Tất cả mọi chuyện thay đổi quá nhanh, đến nỗi Chu Nhược Mai cũng chưa kịp phản ứng lại, thậm chí cô còn chưa kịp bước xuống xe, thì Lê Uy Long đã khống chế được hai người lính đánh thuê đó rồi. Chu Nhược Mai, ông Gióc không phải là đã nói với cô rằng không được phép mang theo chồng của cô đến sao? Tại sao cô lại mang theo anh ta đến đây? Lẽ nào cô không sợ chúng tôi giết chết con tin sao? Trong đó có một người lính đánh thuê tức giận nói. Anh đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng thông báo cho Gióc và nói với ông ta rằng Lê Uy Long tôi và vợ tôi đã cùng nhau đến đây. Nếu như ông ta muốn vợ tôi giúp phá giải ván cờ, thì hãy cho hai chúng tôi cùng nhau xuống dưới hang động nếu như ông ta dám giết con tin, thì đừng hòng vợ tôi sẽ xuống dưới giúp phá giải ván cờ đó cho ông ta. Lệ Uy Long chính là đang đánh cược tâm lý, đánh cược rằng bọn họ sẽ không dám giết Nguyễn Tú Cẩm. Một trong những người lính đánh thuê đó nghe thấy Lệ Uy Long nói như vậy, liền lập tức lấy điện thoại di động của mình ra gọi cho Gióc. Lúc này Gióc đang ở dưới hang động quan sát xem Tôn Quốc Tài phá giải ván cờ. Mặc dù trước đó Tôn Quốc Tài rất tự tin nói rằng ông ta đã nghĩ ra được phương pháp để phá giải rồi, thế nhưng sau vài nước đi, ông ta lại phát hiện ra có gì đó không ổn, khuôn mặt lúc này cũng đã toát đầy mồ hôi. Nhìn thấy biểu hiện của Tôn Quốc Tài, Gióc biết rằng Tôn Quốc Tài vẫn không có cách nào phá giải được ván cờ, trong lòng mong ngóng Chu Nhược Mai có thể đến sớm hơn một chút, để xem cô có thể phá giải được nó hay không. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Gióc đột nhiên đổ chuông, ông ta liền bắt máy trả lời. Alo, tình hình thế nào? Hiện tại Chu Nhược Mai đã đến đây chưa? Róc hỏi, Chu Nhược Mai đã đến rồi, nhưng còn có Lệ Uy Long chồng của cô ấy cũng theo cô ấy đến đây." Người lính đánh thuê đó nói. "Chương 352 tại sao anh lại giết họ?" Róc vô cùng kinh ngạc, "Cái gì? Lệ Uy Long đi cùng theo tới sao? Chẳng lẽ cậu ta không sợ chúng ta sẽ giết chết Nguyễn Tú Cẩm?" Anh ấy nói rằng nếu như ông dám giết con tin thì đừng hòng muốn cho vợ của anh ấy xuống dưới giúp phá giải ván cờ." Người lính đánh thuê đó nói. Tại sao các anh không lập tức giết chết Lê Uy Long đi? Sóc hỏi. Chúng tôi vừa định ra tay, nhưng thân thủ của anh ấy nhanh hơn còn đánh bay chúng tôi ra ngoài. Bây giờ thì anh ấy đang chĩa súng vào chúng tôi. Người lính đánh thuê đó nói. Sóc cũng biết hai người lính đánh thuê này nhất định không phải là đối thủ của Lê Uy Long, nên lại hỏi cậu ta mang theo bao nhiêu người. Chỉ có anh ấy và vợ anh ấy hai người mà thôi. Người lính đánh thuê đó nói. Được rồi, chuyện đã đến nước này anh cứ để cho hai vợ chồng bọn họ xuống dưới đây đi. Gióc không thể không thỏa hiệp. Bởi vì dựa vào tình hình hiện tại, ông ta đã không còn có thể trông cậy vào tôn quốc tài phá giải ván cờ được nữa, chỉ có thể trông cậy vào Chu Nhược Mai. Ông ta đã tiêu phí nhiều tiền tài như vậy, nếu không lấy được kho báu ở đây, thì đúng là mất hết tất cả. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là phá giải ván cờ và lấy kho báu ra mới được. Dù sao Lê Uy Long đến một mình, anh cũng là đến chịu chết, thế nên để anh đi xuống đây cũng chẳng sao cả, bởi sớm muộn gì đêm nay cũng sẽ giết lê uy long. được rồi, vậy tôi sẽ để bọn họ đi xuống nhé. người lính đánh thuê đó nói. ừ, anh để bọn họ đi xuống đi, còn hai người các anh cứ tiếp tục ở lại trên đó canh chừng, nếu có tình huống khẩn cấp gì thì hãy lập tức báo cáo ngay cho tôi. gióc nói. sau khi cúp điện thoại, gióc nói với người lính đánh thuê trong hang động, khi lê uy long xuống hang động, các anh khoan hãy giết cậu ta đợi cho đến khi chu nhược mai vợ của cậu ta giúp chúng ta phá giải được ván cờ rồi mới giết cậu ta sau vâng những người lính đánh thuê đó đồng thanh đáp lại nguyễn tú cẩm ở một bên nghe được lê uy long và chu nhược mai đều đến giải cứu mình trong lòng cảm thấy cảm động cô ấy thật sự không hy vọng lê uy long và chu nhược mai đến chịu chết nhưng cô ấy lại không thể ngăn họ đến được sau khi người lính đánh thuê ở phía trên cửa hang động cúp điện thoại anh ta nói với lê uy long ông gióc đã đồng ý sẽ cho hai người xuống rồi hai người nhanh chóng xuống dưới đi Lệ uy long nhìn thấy hai người lính đánh thuê này đã không còn giá trị lợi dụng nữa nên lập tức dùng súng bắn chết họ bang bang hai phát súng được bắn ra hai người lính đánh thuê còn chưa kịp phản ứng thì họ đã bị bắn trúng và ngã nằm xuống đất tắt thở mà chết sở dĩ lê uy long giết chết bọn họ là bởi vì không muốn để bọn họ thông báo cho những người bên dưới bởi vì đợi lát nữa thiên thành bọn họ sẽ đi đến nơi này. Bây giờ giết chết hai người lính đánh thuê này, thì sẽ không còn ai đi thông báo cho những người bên dưới nữa. Chu Nhược Mai nhìn thấy Lê Uy Long không nói một lời nào mà đã giết chết hai người lính đánh thuê đó, nhất thời cả kinh. Sư Hân chúng ta mau đi xuống dưới đi, Lê Uy Long nói với Chu Nhược Mai vẫn đang ngây người ngồi trên xe. Tại sao anh lại giết họ? Chu Nhược Mai phục hồi tinh thần lại, hỏi bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng nữa nếu không giết chết bọn họ đợi lát nữa chúng ta đi xuống dưới hang động lỡ như bọn họ bỏ đá xuống giếng hoặc là cắt đứt dây thừng chúng ta sẽ phải chết hơn nữa nếu như đợi lát nữa để bọn họ nhìn thấy đội ngũ của anh đến đây rồi đi thông báo cho người ở bên dưới người bên dưới sẽ tức nước vỡ bờ đến lúc đó rất có thể sẽ giết chúng ta lê uy long nói chu nhược mai cảm thấy lê uy long nói cũng có lý liền lập tức xuống xe Lệ Uy Long thu hai khẩu súng vào người, rồi sau đó mới kéo theo Chu Nhược Mai cùng nhau đi đến cửa hang động. Khi Chu Nhược Mai nhìn thấy phía dưới hang động sâu không thấy đáy, hai chân nhất thời sợ hãi đến mềm nhún, run rẩy nói, làm sao có thể chui xuống cái hang sâu như vậy đây? Nắm lấy dây và leo xuống, Lệ Uy Long nói, trước đó những người lính đánh thuê đó cũng là sử dụng dây thừng để leo xuống dưới, nên dây thừng vẫn còn ở đây. Em không dám, lỡ như em không nắm chắc được mà không cẩn thận tuột ra, thế chẳng phải là sẽ bị rơi đến tan xương nát thịt sao? Chu Nhược Mai nói, chương 353 em làm ma cũng sẽ không tha cho anh đâu. Lệ Uy Long suy nghĩ lại cũng phải, Chu Nhược Mai chưa bao giờ leo xuống một cái hang sâu như vậy, anh không thể để cô đi mạo hiểm như thế này được. Anh cảm thấy rằng mình một tay nắm dây, còn một tay kia ôm Chu Nhược Mai đi xuống cũng là rất khó khăn rồi, nếu như anh cóng cô trên lưng, cũng sẽ lo rằng cô không nắm chắc được mình như thế cũng sẽ ngã xuống do đó anh quyết định để chu nhược mai đối mặt ôm lấy mình như vậy lỡ như cô không giữ chặt được mình anh còn có thể vươn tay ra ôm lấy cô vì thế anh liền nói em ôm lấy anh anh sẽ dẫn em đi xuống ôm như thế nào chu nhược mai hỏi em đối mặt ôm lấy anh nhớ là nhất định phải ôm chặt lấy anh lê uy long nói làm như vậy thì ngại quá khi Chu Nhược Mai tưởng tượng đến cảnh hai người đối mặt ôm lấy nhau, thân thể nhất định sẽ phải thân mật sát lại gần, không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Ngoài cách này ra, anh không còn có cách nào khác tốt hơn nữa. Em còn muốn cứu Nguyễn Tú Cẩm không?" Lê Uy Long nói. "Đương nhiên là muốn, anh không phải là đang hỏi điều vô nghĩa sao? Nếu em không muốn cứu Nguyễn Tú Cẩm thì em nửa đêm nửa hôm cùng anh chạy tới đây làm gì?" Chu Nhược Mai nói. "Nếu em muốn cứu cô ấy, vậy thì hãy mau nắm bắt thời gian đi chứ chúng ta là hai vợ chồng rồi ôm nhau thì có là gì cũng đâu phải là chưa từng ôm đâu lê uy long nói chu nhược mai chỉ đành phải đỏ mặt mà ôm lấy cổ của lê uy long em ôm như vậy không chắc đâu đợi khi xuống tới đó thì rất dễ tuột tay rơi xuống lê uy long nói vậy thì anh còn muốn làm như thế nào chu nhược mai hỏi em phải bắt ngang hai chân vào bên hông anh và kẹp chặt lại lê uy long nói chu nhược mai cũng sợ sẽ ngã xuống dưới chỉ đành phải dựa theo cách của lê uy long mà làm hai chân cô dùng sức nhảy lên sau đó bắt ngang hai chân vào bên hông lê uy long kẹp chặt vào eo anh hai tay cũng ôm chặt lấy cổ anh đây là lần đầu tiên hai người làm một tư thế ái muội như vậy đều không khỏi cảm thấy xấu hổ nhưng bây giờ tình thế bắt buộc họ cũng chỉ có thể gạt đi sự thẹn thùng của mình sang một bên lê uy long lập tức dùng hai tay nắm lấy dây thừng hai chân chống lấy vách hang, bắt đầu đi xuống hang động. Hang động này sâu hơn 50 mét, Chu Nhược Mai cũng không dám nhìn xuống, cô chỉ biết ôm chặt lấy Lê Uy Long, dính vào người anh như một con bạch tuộc vậy. Khi họ càng đi xuống, dưới hang động càng trở nên tối hơn, Chu Nhược Mai cảm thấy như thể mình đang đi tới một vực thẳng không đáy, càng ngày càng sợ hãi. Anh hãy cẩn thận đấy, tuyệt đối đừng ngã xuống dưới, nếu anh mà hại chết em, em làm ma cũng sẽ không tha cho anh đâu chu nhược mai bởi vì sợ hãi chỉ có thể nói chuyện để lấy thêm can đảm em yên tâm đi chỉ cần em ôm chặt lấy anh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả lê uy long nói em chắc chắn là sẽ ôm chặt lấy anh rồi em chỉ sợ anh không cẩn thận mà tuột tay rơi xuống dưới kia chu nhược mai thật sự lo lắng lê uy long sẽ tuột tay nếu anh mà không cẩn thận tuột tay thì cả cô và anh nhất định sẽ bị ngã chết mất khi cô nghĩ đến mình còn là thiếu nữ tràn đầy sắc xuân còn chưa từng nếm trải qua chuyện vợ chồng là như thế nào, nếu lỡ chết như thế này thì đúng thật là uổng phí một đời người. Chương 354 chúng ta xuất phát đến núi Hồ Sơn. Cô đã quyết định rằng nếu như lần này cô có thể sống sót mà quay trở về, cô nhất định phải nắm bắt thời gian để trải nghiệm một lần cho thỏa. Nếu không cuộc sống vô thường, hôm nay không biết chuyện ngày mai sẽ ra sao, nói không chừng một ngày nào đó mình bỗng dưng bị mất mạc, mà đến cả chuyện đó cũng chưa từng được trải nghiệm qua vậy thì đúng thật là quá tiếc núi đi. Anh sẽ không tuột tay đâu, khi anh còn là một người lính, anh cũng thường hay tập leo núi. Chuyện này đối với anh mà nói, đây chỉ là một kỹ năng cơ bản, một chuyện còn con nhỏ nhặt mà thôi. Lê Uy Long nói, còn có bao lâu mới đến nơi đây, tại sao em cứ cảm thấy nó giống như là mình đã rơi vào địa ngục của bóng tối vô tận vậy? Chu Nhược Mai nói, đại khái còn khoảng 30 mét nữa, thì mới đến nơi. Lê Uy Long nói bởi vì sợ hãi, Chu Nhược Mai ôm lấy Lê Uy Long càng ngày càng chặt hơn. Đây là lần đầu tiên Chu Nhược Mai chủ động ôm chặt Lê Uy Long như vậy, mặc dù trong lòng rất xấu hổ, nhưng đó là chuyện liên quan đến mạng sống của mình, nếu lỡ tay thì cô sẽ tan xương nát thịt mất, vì vậy cô bắt buộc phải ôm chặt Lê Uy Long như cọng rơm cứu mạng của mình vậy. Nếu như có thể, hiện tại trước mắt cô thực sự muốn làm cho xong chuyện vợ chồng mà mình chưa từng làm trước đó, rồi mới đi xuống dưới cứu Nguyễn Tú Cẩm ai biết được nếu lần này đi xuống dưới liệu còn có thể sống sót trở lại nữa hay không đáng tiếc là chuyện đáng xấu hổ như vậy cô lại không dám chủ động nói với lê uy long hơn nữa cho dù mình không biết xấu hổ mà đề ra chuyện này hiện tại hai người họ đã đến giữa không trung hai tay lê uy long lại phải nắm lấy dây thừng anh cũng không có cách nào đi hoàn thành loại chuyện đó được độ khó thực sự quá cao đây căn bản chính là một nhiệm vụ bất khả thi sau khi thiên thành gọi điện thoại cho minh hải, hà ngọc lan nói tướng quân cương, lát nữa chúng ta chiến đấu với những người lính đánh thuê đó có thể sẽ có thương vong, chúng ta phải gọi cho bác sĩ thông tới đây trước. ừ, tôi lập tức gọi điện thoại cho lưu bảo thông, bảo anh ấy đến núi hồ sơn hội hợp cùng với chúng ta. thiên thành nói liền lập tức gọi điện thoại cho thần y lưu bảo thông. lúc này lưu bảo thông còn ở trong bệnh viện, nhìn thấy thiên thành gọi điện thoại đến liền lập tức bắt máy trả lời tướng quân cương có chuyện gì không có tình huống khẩn cấp một lúc nữa dưới núi hồ sơn sẽ xảy ra một trận chiến lớn anh lập tức mang theo đồ cứu thương nhanh chóng đến núi hồ sơn thiên thành không giải thích nhiều với lưu bảo thông mà trực tiếp hạ lệnh cho anh ấy chạy đến núi hồ sơn vâng lưu bảo thông là quân y nhận được mệnh lệnh cũng không hỏi là có tình huống gì mà lập tức đem theo hòng thuốc lái xe chạy tới núi hồ sơn sau khi thiên thành thông báo cho lưu bảo thông xong rồi ở tại chỗ đợi vài phút ước tính rằng lê uy long đã đến núi hồ sơn anh ấy liền nói với mọi người chúng ta xuất phát đến núi hồ sơn cùng đội quân tiếp viện của trưởng quan hải hội hợp mọi người lần lượt lên xe phóng chạy nhanh về phía núi hồ sơn lúc này lê uy long và chu nhược mai vẫn chưa xuống tới đáy hang động lê uy long dùng hai chân đỡ vách hang hai tay không ngừng buông dây leo xuống dù gì thì Chu Nhược Mai cũng là một người phụ nữ yếu đuối, cô chưa bao giờ thử qua giống như kiểu treo người trên không như thế này, chỉ biết ôm chặt lấy một người. Dần dần, cô cảm thấy thể lực có chút kiệt quệ và gần như không thể ôm chặt lấy Lê Uy Long được nữa. mươi 355 cuối cùng cô cũng đến rồi. Em mệt quá, không thể ôm được anh nữa, anh nhất định phải nắm chặt em, tuyệt đối đừng nản trí. Chu Nhược Mai bây giờ mệt mỏi đến mức thật muốn có một nơi an toàn đáng tin cậy để ngồi nghỉ ngơi một chút, cho dù nơi đó không được lớn lắm, nếu có thể nghỉ ngơi một lát thôi cũng là tốt lắm rồi. Lệ Uy Long không khỏi đổ mồ hôi, đây là muốn anh cân hết hay sao? Em hãy kiên trì thêm một chút nữa, rất nhanh sẽ đến nơi thôi. Lệ Uy Long nói, Chu Nhược Mai cắn răng kiên trì một hồi lâu, cuối cùng hai tay nhũn ra, thân thể lại chậm rãi trượt xuống. Em không kiên trì được nữa, anh mau ôm lấy em đi." Chu Nhược Mai hoảng sợ nói. "Được." Lệ Uy Long vội vàng dùng bàn tay trái giữ lấy hông của Chu Nhược Mai, bàn tay phải nắm lấy dây thừng tiếp tục đi xuống dưới. Cứ như vậy, Lệ Uy Long một tay giữ lấy Chu Nhược Mai, một tay nắm lấy dây thừng, bắt đầu nhanh chóng trượt về phía dưới hang động. Một tay nắm lấy dây thừng leo xuống dưới, hơn nữa còn phải ôm theo một người, đây là điều vô cùng khó khăn. Bàn tay phải của Lệ Uy Long và sợi dây thừng ma sát vào nhau, khiến lòng bàn tay anh đau rát, nhưng anh vẫn cố kiên trì. Chu Nhược Mai nhìn thấy Lệ Uy Long lại có thể một tay nắm lấy dây thừng leo xuống dưới, trong lòng không khỏi cảm thấy kính phục. Chồng của mình đúng là toàn năng mà, tại sao trước đây cô không phát hiện anh lại ưu tú đến như vậy chứ? A, à, khi Lê Uy Long tăng tốc trượt xuống, Chu Nhược Mai cảm giác mình giống như đang rơi vào một vực thẳm của bóng tối vô tật, khiến cô không nhịn được mà hét lên thành tiếng cô thực sự lo lắng lê uy long sẽ đột một buông tay cuối cùng khó khăn lắm mới leo được đến đáy hang sau khi hai chân lê uy long chạm xuống đất rốt cục cũng như chút được gánh nặng mà thả chu nhược mai xuống lúc này có vô số những người lính đánh thuê đeo đèn pha trên đầu tất cả đều dọi về phía lê uy long và chu nhược mai trong bóng tối đột nhiên bị nhiều ánh sáng cường quang chiếu vào như vậy khiến mắt của chu nhược mai thiếu chút nữa không thể mở ra được những người lính đánh thuê này đều chĩa mũi súng vào lê uy long và chu nhược mai các anh đừng tỏ vẻ ở đây nữa mau đưa chúng tôi đi phá giải ván cờ đi lê uy long bình tĩnh nói lúc nãy gióc đã ra lệnh là tạm thời không được giết lê uy long nên những người lính đánh thuê này chẳng qua chỉ là muốn dương oai dọa nạt lê uy long một chút mà thôi nhưng họ lại không ngờ lê uy long một chút cũng không hề sợ hãi vậy thì đi nhanh đi từ đây đi thẳng vào trong thì sẽ tới một trong những người lính đánh thuê nói. Lệ Uy Long lập tức nắm lấy tay Chu Nhược Mai đi vào phía con đường bên trong. Những người lính đánh thuê đó đứng ở hai bên lối đi, chĩa súng vào Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai. Lần đầu tiên Chu Nhược Mai bị nhiều mũi súng chĩa vào như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, bàn tay cô đang nắm chặt Lê Uy Long đã đổ đầy mồ hôi. Vợ đừng sợ, cứ bình tĩnh đi, bọn họ sẽ không giết chúng ta đâu, Bọn họ còn trông cậy vào em giúp phá giải ván cờ nữa mà." Lê Uy Long an ủi nói. "Lỡ như súng của bọn họ cướp cò thì sao?" Chu Nhược Mai run rẩy nói. Lê Uy Long không biết trả lời thế nào, súng của lính đánh thuê, làm sao có thể dễ dàng cướp cò như vậy. Khi Lê Uy Long đưa Chu Nhược Mai đi đến trước cửa đá, thì anh nhìn thấy từ xa có một nhóm người vây quanh cửa đá, một người lính đánh thuê đang đứng trước cửa đá và đang làm theo hướng dẫn của Tôn Quốc Tài để di chuyển quân cờ lúc này tôn quốc tài đã thực sự lật ngược tình thế bên đỏ lại xuất hiện bước ngoặt cũng sắp nhìn thấy được hy vọng thắng lợi còn nguyễn tú cẩm thì bị trói bằng dây thừng được vài người lính đánh thuê giam giữ gióc nhìn thấy lê uy long dẫn theo chu nhược mai đi đến đây liền nói cô hân cuối cùng cô cũng đến rồi chu nhược mai cũng không quen biết gióc nên trực tiếp hỏi ông là ai tên tôi là gióc chính tôi là người đã gọi điện thoại cho cô trước đó gióc nói cho đến lúc này, Chu Nhược Mai mới biết được Gióc chính là chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc Nguyễn Tú Cẩm. chương 356 bên đỏ sắp thua rồi. Vua cờ tướng mới đến rồi, tất cả mọi người đều chào đón nồng nhiệt nào. Gióc vì muốn động viên tinh thần cho Chu Nhược Mai, tăng thêm sự tự tin cho cô, nên bảo những người lính đánh thuê đó bày tỏ một chút sự hoan nghênh. Những người lính đánh thuê nhìn thấy vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp động lòng người của Chu Nhược Mai đều nhiệt liệt vỗ tay. Chu Nhược Mai bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, còn Lê Uy Long thân là hộ soái bảo vệ, kẻ thù số một của bọn họ đều bị bọn họ coi anh như không khí. Tôn Quốc Tài đang chơi cờ, thì nghe thấy dọc lại bảo người ra hoan nghênh Chu Nhược Mai cô nhóc xanh này, còn vỗ tay làm ảnh hưởng đến mình, trong lòng rất không vui, nhưng cũng không tiện phát tiết, nên chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn. Chu Nhược Mai mới không quan tâm đến tiếng vỗ tay của những kẻ địch này, ánh mắt cô đi tìm kiếm bóng dáng của Nguyễn Tú Cẩm trong đám đông nguyễn tú cẩm nhìn thấy chu nhược mai trước khi nhìn thấy chu nhược mai đến rồi cô ấy nhất thời nảy sinh nhiều cảm xúc lẫn lộn dư hân cậu thực sự đến rồi ừ tú hằng tớ đến cứu cậu đây cậu đừng sợ tớ sẽ cứu cậu ra ngoài chu nhược mai nói cậu ngốc thật bọn họ có nhiều người như vậy cậu đến đây cũng là chịu chết lẽ ra cậu không nên đến đây nguyễn tú cẩm nói chúng ta là chị em tốt cậu gặp nguy hiểm tớ không thể thấy chết mà không cứu được Chu Nhược Mai nói: "Cậu không cứu được tớ đâu, chỉ vì cứu tớ mà cậu còn làm liên lụy đến Lê Uy Long, có phải não cậu đã bị úng nước rồi không?" Nguyễn Tú Cẩm nói. Tôn Quốc Tài vừa nhìn thấy hy vọng thắng lợi, khi vừa nhìn thấy Chu Nhược Mai đến nói chuyện liên tuyên cùng với Nguyễn Tú Cẩm làm nhiễu loạn suy nghĩ của ông ta, ông ta lập tức tức giận, lớn tiếng quát: "Ồn ào cái gì hả? Im lặng hết cho tôi, các người đừng quấy nhiễu tôi chơi cờ." Sóc cũng nói: "Cô Hân, Cô hãy bình tĩnh chớ đừng nóng vội, cô cứ xem ông Quốc Minh chơi cờ trước đã. Nếu như ông Quốc Minh không thể phá giải được ván cờ này thì hẳn để cô chơi. Chỉ cần cô có thể phá giải được ván cờ tàn này, tôi đảm bảo sẽ thả cô và người bạn thân của cô rời khỏi đây. Chu Nhược Mai biết hiện tại chắc chắn là cứu không được Nguyễn Tú Cẩm, nên cũng không nói nhiều nữa, mà bắt đầu quan sát nhìn chằm chằm vào ván cờ tàn trên cửa đá. Tuy nhiên lúc này chu nhược mai mới phát hiện ra phía trước cửa đá có ba cái xác chết trông rất đáng sợ một trong số thi thể đó phần lưng còn bị chém thành hai khúc a à, chu nhược mai sợ tới mức thất thanh hét lên thành tiếng tôn quốc tài bất mãn quay đầu liếc mắt nhìn chu nhược mai một cái rồi nói tôi đã bảo cô là đừng làm quấy nhiễu đến tôi rồi cô còn kêu cái gì mà kêu tại sao lại có xác chết ở đó chu nhược mai run rẩy hỏi em đừng sợ đó chỉ là ba cái xác chết mà thôi em cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nếu đúng như suy đoán của anh, bọn họ chính là bị ám khí ở phía trước cửa đá giết chết." Lê Uy Long nói. "Phía trước cửa đá còn có ám khí sao?" Chu Nhược Mai càng thêm sợ hãi, không tự chủ được lùi lại về sau mấy bước. "Đúng vậy, có anh ở đây, em đừng sợ." Vĩnh Thiên nhìn thấy Tôn Quốc Tài đứng cách xa cửa đá, chỉ là dùng đèn pin hướng dẫn người lính đánh thuê đứng trước cửa đá đó chơi cờ, cuối cùng cũng hiểu được ba cái xác chết đó tại sao lại chết rồi bọn họ chính là vì muốn giúp tôn quốc tài chơi cờ cho nên mới bị ám khí của cửa đá giết chết còn hiện tại người lính đánh thuê đó dường như đang gặp khó khăn trong việc di chuyển quân cờ lê uy long liền biết quân cờ trên cửa đá cần phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể di chuyển được nó như vậy cũng không khó để giải thích tại sao tôn quốc tài lại không trực tiếp đi chơi cờ một là bởi vì ông ta không đủ sức để đẩy quân cờ hai là bởi vì ông ta sợ bị ám khí trước cửa đá giết chết cho nên mới tìm kẻ chết thay đi chơi cờ thay mình. Rốt cuộc ám khí được giấu ở nơi nào?" Chu Nhược Mai hỏi. Lúc này, Tôn Quốc Tài rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, lại nói: "Tôi đã bảo các người đừng có làm ồn rồi mà, còn nói cái gì mà nói?" Chu Nhược Mai nhìn thấy ông già Tôn Quốc Tài này lại hung dữ như vậy, cũng không nói chuyện nữa, mà chuyên tâm đi quan sát thế cục trên cửa đá. Lúc này, Tôn Quốc Tài đã đi được hơn 30 nước cờ rồi, tình thế của bên đỏ đang phát triển rất tốt. Đây dù sao cũng là ông vua cờ có kinh nghiệm, lúc nãy khi đi đến nước cờ thứ 20, bên đỏ đã ở thế nguy hiểm, nhưng lại được ông ta xoay chuyển lại cục diện. Tiếp theo đó, sau khi tôn quốc tài lại đi thêm vài nước cờ tốt, tình thế bên đỏ càng thêm ổn định, hy vọng thắng cờ càng lúc càng cao. Tôn quốc tài nhất thời hưng phấn, kích động đến đỏ cả mặt. Thế nhưng Chu Nhược Mai lại bất ngờ phát ngôn, lạnh lùng nói bên đỏ sắp thua rồi. Chương 357 nếu ông không tin thì cứ chờ xem." Lời nói của Chu Nhược Mai như một gáo nước lạnh, dội thẳng lên đầu Tôn Quốc Tài. Những người có mặt tại đây đều không hiểu biết về cờ tướng, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ trong biểu hiện phấn khích của Tôn Quốc Tài, bọn họ có thể phán đoán được tình thế bên đỏ hẳn là đang được phát triển rất tốt mới đúng, nhưng tại sao lại nói là sắp thua rồi? Ngay cả Lê Uy Long, một người am hiểu về cờ tướng, cũng cảm thấy tình hình của bên đỏ đang được phát triển rất tốt, anh cũng không nhìn ra được mối nguy đang ở đâu. Cô thì biết cái gì, đừng tưởng rằng cô đã từng giành được giải quán quân của cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng ở Long Quốc, thì lại cho rằng mình hay ho lắm rồi. Nói cho cô biết, khi tôi đoạt giải quán quân trong cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng ở Long Quốc, cô còn chưa được sinh ra nữa. Cô đừng có ở đây nói năng sằng bậy, ra vẻ cao thâm, cô không nói chuyện, cũng không ai xem cô là người câm đâu. Cô không hiểu thì đừng có ở đây chỉ trò lung tung, hiện tại tình thế của bên đỏ đang được phát triển rất tốt, phòng thủ củng cố, thế tiến công lại mạnh, làm sao có thể thua được. Tôn Quốc Tài vô cùng tức giận, một mạch nói rất nhiều lời. Chu Nhược Mai cũng không quen biết Tôn Quốc Tài, khi nghe thấy ông ta nói như vậy, mới biết ông ta cũng từng giành được giải quán quân trong cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng. Nếu ông không tin thì cứ chờ xem đi. Chu Nhược Mai nhìn thấy tính khí của Tôn Quốc Tài lại dễ dàng nóng nảy như vậy, cũng không muốn giải thích nhiều. Mình chỉ mới nói có một câu thôi, mà ông ta đã luyên thuyên nói một đống lời rồi, loại người này không dễ chọc vào, vẫn là nên ít rước lấy hỏa thì hơn. Tôi biết là cô đang muốn tìm chỗ đứng cho mình, nhưng cô ở trước mặt tôi thì vẫn còn quá non nớt đi. Đợi khi tôi phá giải được ván cờ này, tôi sẽ cho cô biết khoảng cách giữa cô và tôi chênh lệch nhiều đến mức nào. Một lát nữa cô mà bị mất mặt tôi sẽ hỏi cô có biết xấu hổ hay không. Tôn Quốc Tài vẫn còn rất tức giận. Được rồi, ông Quốc Minh, ông mau chóng tiếp tục chơi cờ đi. Sóc cũng có chút chịu không nổi Tôn Quốc Tài rồi, ông già này quá dễ dàng nổi nóng, đều không chịu nghe theo ý kiến của người khác. Nếu ông đã mời tôi đến đây, mà cứ phải gọi thêm cô nhóc xanh này nữa, chẳng qua chỉ là tốn công vô ích mà thôi, bây giờ tôi sẽ phá giải nó cho các người xem. Tôn Quốc Tài vẫn luôn phản cảm với việc Dóc đi mời Chu Nhược Mai đến đây, hiện tại mắt thấy đã sắp phá giải thành công, cuối cùng ông ta cũng không nhịn được mà bày tỏ sự bất mãn của mình. Mặc dù Lê Uy Long nhìn không ra mối nguy của bên đỏ là ở đâu, nhưng anh tuyệt đối tin tưởng vào lời nói của vợ mình, cô không phải là loại người ưa sĩ diệt, nếu cô đã nói bên đỏ sắp thua, thì nhất định phải có lý do của cô, cô sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như vậy. Khi biết được bên đỏ sắp thua, Lê Uy Long liền kéo theo Chu Nhược Mai lùi lại về sau mấy bước, đồng thời chuẩn bị tốt việc ứng phó với ám khí. Còn người lính đánh thuê phụ trách chơi cờ ở phía trước cửa đá nghe thấy Chu Nhược Mai nói bên đỏ sắp thua rồi, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng anh ta vẫn lựa chọn tin tưởng vào tôn quốc tài, dù sao tôn quốc tài cũng là ông vua cờ có kinh nghiệm, hơn nữa họ đã đi được ba mươi mấy bước rồi, đều không thấy xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Vì thế ngay sau đó, người lính đánh thuê đó chỉ có thể lại cắn răng, dựa theo sự hướng dẫn của tôn quốc tài mà di chuyển quân cờ. Sau vài nước đi nữa, bên đen đột nhiên ra một ván đi bất ngờ, tình thế đột một thay đổi, bên đỏ lại gặp nguy. Sự thay đổi đột ngột này khiến tôn quốc tài nhất thời thay đổi sắc mặt. Dù có nằm mơ ông ta cũng không ngờ rằng bên đen lại bất ngờ đi một ván đi kỳ diệu như vậy. Nước cờ nằm ngoài dự tính của bên đen đã hoàn toàn làm gián đoạn đến sự bố trí của tôn quốc tài, khiến bên đỏ nhất thời rơi vào tình thế nguy hiểm. Lệ uy long có chút hiểu biết cờ về tướng, khi nhìn thấy nước cờ kỳ diệu của bên đen. Cuối cùng anh mới bắt đầu bừng tỉnh lại, cũng biết được tại sao bên đỏ lại thua rồi. Trong lòng anh lại càng thêm bội phục khả năng chơi cờ của Chu Nhược Mai. Nước cờ mà ngay cả Tôn Quốc Tài cũng không phát hiện được, mà Chu Nhược Mai lại có thể nhìn thấy. Điều này cho thấy, kỹ năng chơi cờ của Chu Nhược Mai cao hơn Tôn Quốc Tài một bậc. Tôn Quốc Tài lúc nãy cũng đã không còn biện pháp nữa, nhưng ông ta vẫn cố chấp không chịu thừa nhận thất bại, tiếp tục hướng dẫn người lính đánh thuê chơi cờ. Biết đâu nếu may mắn ông ta lại có thể hóa giải được mối nguy này. chương 358 vậy thì cứ để cô ấy đến phá giải ván cờ tàn này đi. Những người khác không hiểu về cờ tướng, nên căn bản không biết bên đỏ sắp thua rồi. Người lính đánh thuê phụ trách chơi cờ trước cửa đá vì không quay đầu lại nhìn sắc mặt của tôn quốc tài, nên cũng căn bản không biết rằng nguy hiểm đã âm thầm đến gần. Lúc này, bên đen đột nhiên dùng pháo một tướng, trực tiếp giết chết bên đỏ. Cùng lúc đó, Phía trong hai bên cửa đá đột nhiên xuất hiện chi chít những mũi tên, trực tiếp nhắm thẳng vào người lính đánh thuê đó mà bắn. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người lại thay đổi sắc mặt, ám khí ẩn giấu xung quanh cửa đá thật sự là khó lòng phòng bị, lần thứ nhất là lóe lên một con dao lớn, lần thứ hai là đâm một mũi thương từ trên đỉnh đầu xuống, lần thứ ba là từ dưới đất lao ra một cây súng nòng dài, lần thứ tư là từ hai bên bắn ra một mũi tên ngầm. Nhiều loại ám khí biến hóa khôn lường như vậy, Ai có thể phòng bị được chứ? Đây là lần đầu tiên Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy được ám khí trong cửa đá giết người, hai người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một người sống sờ sờ như thế, trong phút chốc lại bị mũi tên bắn chết đi, đúng thật là quá đáng sợ. Cho dù là Lê Uy Long nhìn thấy tình cảnh này, anh cũng cảm thấy kinh khủng. Cho dù là đổi thành mình đứng trước cửa đá cũng không thể né tránh được nhiều mũi tên ngầm như vậy. Lúc này người lính đánh thuê bị mũi tên ngầm bắn vào người đó miệng phun máu tươi, lảo đảo vài bước, rồi mới ngã dầm xuống đất và tắt thở mà chết. Bởi vì tất cả mọi người đều đứng ở phía xa, còn mũi tên ngầm được bắn từ phía hai bên của cửa đá, nên ngoại trừ người lính đánh thuê chơi cờ ở phía trước cửa đá ra, những người khác đều không bị mũi tên ngầm bắn chúng. Lúc này, những quân cờ ở phía trước cửa đá lại bắt đầu tự động khôi phục, trở lại cục diện ban đầu. Ông Quốc Minh, lúc nãy cô hân dự đoán bên đỏ sẽ thua nhưng ông lại không tin bây giờ sự thật đã chứng minh rằng thực lực của ông vua cờ vẫn là không bằng cô hân vua cờ mới này nhỉ gióc nói sắc mặt của tôn quốc tài lúc này đã cực kỳ khó coi ông ta không còn mặt mũi nào nữa lúc nãy mình còn luôn miệng nói bên đỏ sẽ không thua còn nói chu nhược mai nói năng sằng bậy ra vẻ cao thâm muốn tìm chỗ đứng cho mình kết quả là thật sự bị cô nói chúng rồi Khuôn mặt già này của ông có cảm thấy xấu hổ không? Cô hân người ta lúc nãy đã nói rồi, bên đỏ sắp thua đấy, mà cái ông già chết tiệt cố chấp như ông lại mãi không chịu tin, bây giờ thì hay ho rồi, bị tát vào mặt rồi chứ gì. Harry nhìn thấy Tôn Quốc Tài lại hại chết thêm một người thuộc hạ của mình, trong lòng tức giận nên liền nhịn không được mà lên tiếng châm chọc Tôn Quốc Tài. Harry còn không hết giận, tiếp theo còn nói thêm, cô hân người ta vừa nhìn thì đã có thể nhìn ra bên đỏ sắp thua rồi. Còn ông nghe được lời nhắc nhở của người ta còn chưa phát giác ra được. Điều này có thể thấy được kỹ năng chơi cờ của cô Hân vua cờ mới này còn cao ông vua cờ qua thời như ông không chỉ đơn giản là một chút đâu, mà còn là cao hơn rất nhiều đấy. Mặc dù trong lòng Tôn Quốc Tài rất không phục, nhưng cũng không thể nào phản bác lại được nữa. Mình đã thất bại 4 lần và hại chết 4 người lính đánh thuê. Ông ta thực sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục phá giải ván cờ tàn này nữa. Vì vậy Ông ta chỉ đành nói, nếu các anh cảm thấy thực lực của cô nhóc danh này cao hơn tôi, vậy thì cứ để cô ấy đến phá giải ván cờ tàn này đi. Jock đã vô cùng thất vọng về tôn quốc tài ông vô cờ chỉ có hư danh này rồi, chỉ có thể gửi gắm niềm hy vọng vào chu nhược mai vô cờ mới này. Lúc nãy chu nhược mai có thể dự đoán được bên đỏ sẽ thua, kết quả là bên đỏ thật sự đã thua rồi. Sự thật chứng minh rằng thực lực của cô còn lợi hại hơn tôn quốc tài, hơn nữa có vẻ còn lợi hại hơn tôn quốc tài rất nhiều. Bởi vậy, Dóc không muốn lãng phí thêm thời gian ở trên người Tôn Quốc Tài nữa, mà muốn nắm bắt thời gian mời cô đến đây sớm ngày phá giải ván cờ này đi. Vì vậy, ông ta liền nói với Chu Nhược Mai, "Cô hân, vậy thì phiền cô hãy tiến hành phá giải ván cờ tàn này đi. Chỉ cần cô phá giải được ván cờ tàn này, thì tôi sẽ đảm bảo là sẽ thả người bạn thân và chồng của cô đi." Chương 359 Tôi sẽ cho Tôn Quốc Tài thêm một cơ hội. Ván cờ tàn này kỳ lạ đa dạng biến hóa khôn lường, tôi chỉ vừa đến còn chưa nhìn thấy rõ được ván cờ đó như thế nào nữa. Làm sao có thể dễ dàng phá giải như vậy được, ông cho rằng đây là những ván tàn cục thông thường hay sao? Ông cứ để tôi cẩn thận suy nghĩ lại đã, Chu Nhược Mai nói. Trước đó Lê Uy Long đã từng căn dặn cô là phải cố gắng trì hoãn thời gian chờ đợi quân tiếp viện đến, cho dù cô có thực sự nghĩ ra phương pháp phá giải, thì cô cũng sẽ không vội đi phá giải ngay. Huống chi là hiện tại cô còn chưa có bất kỳ manh mối nào, cô thực sự không nghĩ ra phương pháp để phá giải nó vậy cô muốn bao lâu mới có thể phá giải gióc cũng cảm thấy chu nhược mai nói có lý dù sao ngay cả một ông vua cờ dày dạn kinh nghiệm như tôn quốc tài mất một ngày hai đêm để suy nghĩ cũng không thể phá giải ông ta cũng không thể bức ép chu nhược mai quá được tôi cũng không biết ván cờ tàn này quá phức tạp cũng không ai có thể nói trước khi nào nó sẽ được phá giải chu nhược mai nói tối hôm qua cô đã nghiên cứu qua ván cờ tàn này rồi còn suýt chút nữa bị tàu hỏa nhập ma, hiện tại đột nhiên bắt cô đến phá giải, cô không có thời gian chuẩn bị tâm lý gì cả. Thời gian có hạn, tôi không thể cho cô quá nhiều thời gian. Trước khi trời sáng, cô nhất định phải phá giải ván tàn cục này. Nếu không, người bạn thân và chồng của cô đều sẽ phải chết. Gióc lo lắng đêm dài lắm mộng, không thể trì hoãn thêm được nữa, đêm nay nhất định phải mở cửa đá để lấy kho báu. Nếu không, chắc chắn sẽ gây thêm rắc rối, xảy ra chuyện lớn. Bởi vì Lê Uy Long đã đến đây rồi, đội ngũ của anh sớm muộn gì cũng sẽ giết đến đây. Nếu ông nóng lòng như vậy, tại sao không để cho ông vua cờ này chơi thêm một ván cờ khác đi? Ván cờ tàn này sâu hiểm khó dò đến vậy, ông ta có thể đi được đến cục diện lúc nãy, thì đã là rất lợi hại rồi. Tôi ở bên cạnh quan sát, vừa hay có thể tham khảo cách đi của ông ta. Chu Nhược Mai đề nghị nói. Cô muốn xem lúc nãy Tôn Quốc Tài đi như thế nào đến ván cục diện vừa rồi, sau đó từ đó tìm ra ông ta rốt cuộc đã đi sai nước cờ nào. Tham khảo kinh nghiệm của người khác, học hỏi ưu điểm của người khác để tránh những nhược điểm của ông ta, biết đâu mình sẽ có thể nghĩ ra một phương pháp phá giải nhanh nhất có thể đây. Hơn nữa, cô cũng biết phía trước cửa đá có ám khí, nếu như để cho Tôn Quốc Tài đến chơi cờ, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục phái thêm một người lính đánh thuê khác đến chơi và giúp đỡ đẩy quân cờ. Đến lúc đó Tôn Quốc Tài phá giải thất bại người lính đánh thuê giúp đỡ đẩy quân cờ đó cũng phải chết. Những người lính đánh thuê này không chỉ bắt cóc Nguyễn Tú Cẩm, mà còn là kẻ thù của Lê Uy Long. Nói đúng hơn nữa, thì đó chính là kẻ thù của toàn bộ Long Quốc. Đối với kẻ thù, Chu Nhược Mai cũng sẽ không đồng tình bọn họ, càng sẽ không đi nhân từ với bọn họ, nếu cô có thể loại bỏ một người hay một người. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã sâu sắc nhận ra rằng tử tế với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân đợi đến khi đội quân của Lê Uy Long đến, một khi giao chiến sẽ là cảnh người chết ta sống, hiện tại có cơ hội mượn đao giết người, làm suy yếu đi binh lực của bọn họ, trước mắt có một cơ hội như vậy, tại sao cô lại không làm chứ? Ông Quốc Minh đã thử hết bốn lần rồi, còn phải cho ông ta phá giải thêm một lần nữa sao? Gióc có chút không tình nguyện. Thất bại là mẹ của thành công, ông ta đã trải qua nhiều thất bại rồi, biết đâu lần này ông ta có thể phá giải được thì sao? dù sao thì ông ta cũng là một ông vua cờ có kinh nghiệm và có kiến thức rộng rãi thực lực không thể phủ định được thì cứ để cho ông ta thêm một cơ hội khác để thử xem sao vừa hay để tôi có thể ở một bên học hỏi rút kinh nghiệm chính là bởi vì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nói không chừng tôi còn có thể từ trong đó tìm thấy được sơ hở sau đó điều chỉnh lại chúng tác hợp năng lực giữa hai vua cờ mới và cũ của hai chúng tôi lỡ như có thể phá giải được ván cờ thì sao chu nhược mai một lòng muốn hại chết một lính đánh thuê vì vậy cô cứ xúi rục róc cho tôn quốc tài thêm một cơ hội khác. Lê Uy Long nhìn thấy nụ cười xảo quyệt không dễ phát hiện của Chu Nhược Mai, anh liền biết rằng cô đang cố tình muốn hại chết một người lính đánh thuê. Anh không ngờ rằng vợ mình lại bắt đầu trở nên gian xảo đến như vậy. Tuy nhiên, anh chính là thích Chu Nhược Mai như vậy. Gióc nghe thấy những gì Chu Nhược Mai nói đều rất hợp lý, nhất thời lay động. Còn tôn quốc tài vốn không cam tâm thừa nhận sự thất bại khi nghe thấy chu nhược mai khen ngợi ông ta như vậy ông ta cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng liền nói thực ra tôi đã biết vấn đề thất bại là phát sinh từ đâu rồi tôi cũng đã nghĩ ra phương pháp giải quyết chỉ thiếu một cơ hội để điều chỉnh lại nếu đã như vậy vậy thì tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình đi gióc biết thời biết thế nói những người lính đánh thuê đó đều không khỏi giật mình khi nghe thấy gióc nói rằng ông ta sẽ cho tôn quốc tài thêm một cơ hội nữa Chương 360 thất bại là mẹ của thành công. Bởi vì nếu cho Tôn Quốc Tài thêm một cơ hội, khẳng định lại gọi một trong số họ làm người chơi cờ thay cho ông ta, lỡ như lại phá giải thất bại, vậy cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Quả nhiên như bọn họ dự đoán, Tôn Quốc Tài lập tức nói với Gióc, "Vậy thì ông lại sắp xếp một người đến chơi cờ thay cho tôi đi." Gióc lập tức nói với những người lính đánh thuê, "Ai trong các anh sẽ đi chơi cờ thay cho ông Quốc Minh?" phần thưởng lần này vẫn là 30 năm tỷ đồng. Chu Nhược Mai và Lê Uy Long đều không nghĩ đến là chỉ cần giúp đỡ chơi cờ mà đã có thể nhận được phần thưởng 30 năm tỷ thế này. Ông Gióc này đúng thật là hào phóng lắm tiền mà, cũng chẳng trách có nhiều người cam nguyện đi chịu chết như vậy. Tuy nhiên, lần này những người lính đánh thuê đó đưa mắt nhìn nhau, không ai bằng lòng làm kẻ chết thay nữa. Tuy tiền quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Kiếm 30 năm tỷ nhưng không có mạng tiêu xài thì có ích gì chỉ cần mình giữ được mạng sống, tiền còn có thể từ từ mà kiếm. Tôn Quốc Tài nhìn thấy không ai bằng lòng đi chơi cờ thay cho mình, bèn nói, mọi người yên tâm đi, lần này tôi thật sự có thể phá giải được rồi. Lúc nãy vua cờ mới nói rất có đạo lý, thất bại là mẹ của thành công, tôi đã thất bại 4 lần rồi, cũng đã rút được rất nhiều kinh nghiệm, lần này tôi đảm bảo nhất định có thể phá giải được. 30 năm tỷ sẽ nằm trong tầm tay các anh. Nghe những lời Tôn Quốc Tài nói, vẫn là có một người lính đánh thuê bị lay động, anh ta chủ động đứng ra nói tôi làm cho. Được, vậy thì nhanh chóng đi lên đó đi, Sóc nói. Khi người lính đánh thuê đó đi đến phía trước cửa đá, Tôn Quốc Tài lại sử dụng phương pháp cũ dùng đèn pin hướng dẫn anh ta di chuyển các quân cờ như thế nào. Khoảnh khắc căng thẳng lại đến, tất cả mọi người đều không lên tiếng mà im lặng nhìn theo. Chu Nhược Mai phát hiện 10 nước đi trước của Tôn Quốc Tài giống hệt như cô đã nghĩ trước đây, cho thấy rằng quan điểm của mọi người đều giống nhau. Sau 10 nước đi, những quan niệm khác nhau từ từ xuất hiện. Đối với một số cách chơi cờ, Chu Nhược Mai phát hiện được quan niệm của Tôn Quốc Tài còn không tốt bằng quan niệm của cô, một số sơ hở được hiển thị ra rất rõ ràng. Tuy nhiên, cô chỉ lặng lặng theo dõi mà không hề nhắc đến. Bởi vì, cô phải kéo dài thời gian, nếu cô giúp Tôn Quốc Tài phá giải ván cờ và mở được cửa đá thì cô sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Ngay sau khi ván cờ bị phá giải, mình và Lê Uy Long, Nguyễn Tú Cẩm đều sẽ phải chết. Về điểm này cô vẫn là người hiểu rõ hơn ai hết. Và lại cô đang một lòng muốn giết một người lính đánh thuê, làm sao có thể đưa ra lời khuyên cho Tôn Quốc Tài được. Tôn Quốc Tài cảm thấy nước đi thứ 17 của mình đã đi sai ở ván trước, nên ở ván này, ông ta bắt đầu thay đổi ở nước đi thứ 17. Khi Tôn Quốc Tài đang chơi cờ, Thiên Thành và Hà Ngọc Lan, cùng với những người tinh anh đặc chủng đó đã đến núi Hổ Sơn. Bọn họ nhìn thấy hai người lính đánh thuê nằm cạnh cửa hang, không cần hỏi thì bọn họ cũng biết rằng đó là bị Lê Uy Long giết chết. Lê Uy Long đã đi sâu vào hang cọp, trong lòng Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đều rất lo lắng. Nhưng nếu không có mệnh lệnh của Lê Uy Long, bọn họ đều không dám tự ý dẫn quân đến giết vào hang động. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể ở trên cửa hang chờ quân tiếp viện của Minh Hải phái đến chương 361 cô để cho chồng cô chơi cờ thay cho cô đi. Lúc này, trong hang động, khi Tôn Quốc Tài đang chơi cờ, Chu Nhược Mai cũng đang suy nghĩ và phân tích trong đầu. Bất chi bất giác, Tôn Quốc Tài lại đi đến nước thứ ba mươi mấy, bên đỏ lại càng ngày càng nguy hiểm. Tôn Quốc Tài vốn dĩ rất chắc chắn sẽ thành công, nhưng không ngờ rằng bên đen lại luôn tung ra nước đi bất ngờ, cuối cùng ông ta vẫn là không thể phá giải được ván cờ này. Chẳng qua là ông ta đã trải qua vài lần thất bại, đối mặt với tình trạng khó khăn này, ông ta cũng đã coi nó thành một thói quen và đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng không bộc lộ sự hoảng sợ trong lòng mình ra nữa. Ông ta tiếp tục bình tĩnh hướng dẫn người lính đánh thuê đó chơi cờ, dù biết là sẽ thất bại, nhưng ông ta cũng phải tiếp tục, nếu không ván cờ sẽ không thể tự động khôi phục trở lại trạng thái ban đầu. Bởi vì tôn quốc tài không bộc lộ sự hoảng sợ trong lòng mình ra ngoài, nên không ai biết rằng ông ta sẽ thất bại bởi vì bọn họ không hiểu về cờ tướng. Đương nhiên điều đó là ngoại trừ Chu Nhược Mai và Lê Uy Long. Khi Tôn Quốc Tài chơi đến nước đi thứ 12, Chu Nhược Mai đã biết rằng ông ta sẽ thất bại. Còn Lê Uy Long tuy rằng không biết sớm được như Chu Nhược Mai, nhưng anh cũng là một người biết chơi cờ tướng, với tình hình hiện tại, anh vừa nhìn cũng có thể biết được bên đỏ sắp thua rồi. Khi Tôn Quốc Tài đi đến nước đi thứ 36, bên đỏ lại đột nhiên bị giết chết. Sau đó một lưỡi dao từ trong cửa đá lóe lên trực tiếp chém người lính đánh thuê đang đứng trước cửa đá ra thành hai khúc con dao đó vẫn là con dao lớn lần đầu tiên xuất hiện trước đó nhưng tốc độ của con dao quá nhanh chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của con dao căn bản không ai có thể phản ứng được ánh sáng của con dao trượt lóe ngang qua sau đó lại thu hồi vào trong cửa đá đây là lần đầu tiên chu nhược mai và lê uy long nhìn thấy một con dao bất ngờ từ trong cửa đá lóe ra rồi chém người ra thành hai khúc, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Loại ám khí này thật sự rất khó đề phòng. Jock và Harry, cùng với những người lính đánh thuê nhìn thấy tôn quốc tài lại thất bại một lần nữa, người nào người nấy cũng không khỏi tức giận, bọn họ sẽ không cho ông ta thêm một cơ hội nào nữa. Mỗi lần ông cũng tự tin nói rằng mình có thể phá giải được nó, nhưng kết quả là mỗi lần ông đều thất bại. Bây giờ ông đã thất bại đến lần thứ năm rồi, ông còn có thể nói gì nữa? Harry tức giận hỏi Tôn Quốc Tài: "Tôi không có gì để nói nữa, các anh hãy để cho vô cờ mới lên đi." Tôn Quốc Tài cũng không muốn tự mình chuốc lấy khổ nữa, cuối cùng quyết định từ bỏ. "Cô Hân, cô vừa rồi xem qua ông Quốc Minh chơi cờ, hẳn là cô đã hiểu được trận thế trong đó rồi phải không?" Dốc hỏi. "Tôi vẫn chưa nghĩ được nên phá giải nó như thế nào, tôi cảm thấy vẫn có thể để cho ông vua cờ này thử chơi thêm một ván nữa." Chu Nhược Mai còn muốn tiếp tục kéo dài thời gian còn muốn hại chết thêm một người lính đánh thuê nữa. Bây giờ đã không có thời gian nữa rồi, chúng tôi mời cô đến đây, không phải để cô khoanh tay đứng nhìn thôi đâu." Zóc nói. "Nhưng ván cờ này cao thâm như vậy, tôi nhất thời cũng không thể nghĩ ra được phương pháp phá giải nó." Chu Nhược Mai nói. "Tôi không tin, cô thân là vua cờ mới trẻ tuổi và có tài năng nhất ở Long Quốc, cô không thể nào không nghĩ ra được phương pháp nào cả. Cô có phải là không muốn giúp tôi phá giải ván cờ tàn này không?" Sóc cũng không dễ lừa như vậy, bắt đầu bộc lộ bộ mặt hung ác, nếu cô không bước ra giúp tôi phá giải ván cờ tàn này, tôi sẽ lập tức giết chết người bạn thân của cô. Được rồi, vậy ông sắp xếp một người đến chơi cờ thay cho tôi đi, những quân cờ đó khó di chuyển đến vậy, tôi chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, không thể di chuyển được. Chu Nhược Mai cảm thấy mình đứng hướng dẫn, rồi cho lính đánh thuê đi ra chơi cờ, đây cũng là một cách dùng dao để giết người. Cho dù mình có thể phá giải cũng không phải sớm như vậy trước tiên cứ giết chết vài người lính đánh thuê rồi hãng tính sau không được vì phòng tránh cô sẽ không nghiêm túc chơi cờ tôi không thể sắp xếp người của tôi ra làm người chơi cờ thay cho cô được gióc cũng không ngốc đương nhiên sẽ không bị chu nhược mai lừa vậy tôi không thể di chuyển những quân cờ đó tôi phải làm thế nào chu nhược mai nói cô để cho chồng cô chơi cờ thay cho cô đi gióc nói chu nhược mai nhất thời sợ ngây người Cô hoàn toàn không ngờ Rox sẽ để Lê Uy Long đến chơi cờ thay cho mình. Không, không được, nếu để cho chồng tôi chơi cờ thay cho tôi, lòng tôi sẽ không ổn định, tôi sẽ rất căng thẳng. Khi tôi căng thẳng, tôi sẽ không thể nghĩ ra được phương pháp phá giải." Chu Nhược Mai nói. Khi cho chồng cô đi chơi cờ thì cô biết căng thẳng. Chẳng lẽ mạng sống của người phía chúng tôi lại không quan trọng sao? Tôi hiểu rồi, sống chết của người phía chúng tôi không liên quan gì đến cô." Nói không chừng cô còn hy vọng bọn họ chết nữa." Zóc nói. "Không, tôi sẽ tôn trọng mạng sống của mỗi người, tôi sẽ không cố ý để bọn họ đi chịu chết đâu." Chu Nhược Mai nói. "Tôi sẽ không tin cô đâu, chỉ khi cho chồng cô đi làm người chơi cờ thay cho cô, cô mới có thể nghiêm túc, vì đó liên quan đến sự sống còn của cậu ta." Zóc nói. Ông ta cảm thấy đây là một mũi tên bắn trúng hai đích. Nếu như Chu Nhược Mai có thể thành công phá giải được ván cờ bên trong cửa đá và giúp mình lấy được kho báu bên trong, đương nhiên đó sẽ là điều tốt nhất. Nếu cô không thể phá giải được, vậy thì họ cũng có thể lợi dụng ám khí bên trong cửa đá để tiêu diệt Lê Uy Long kẻ thù số 1 của họ. Nếu ông cứ nhất quyết muốn chồng tôi chơi cờ thay cho tôi, thì tôi sẽ không giúp ông phá giải ván cờ này nữa. Chu Nhược Mai hiện tại không nắm chắc được có thể phá giải ván cờ này hay không, đương nhiên sẽ không để cho Lê Uy Long đi mạo hiểm được. Cô đã nhìn thấy được ám khí bên trong cửa đá lợi hại đến mức nào, cho dù là bất kỳ ai cũng không thể né tránh nó được. Lỡ như cô phá giải không thành công, chẳng phải là sẽ gián tiếp hại chết Lê Uy Long sao? Hiện tại không phải do cô lựa chọn nữa, nếu như chồng cô không đi làm người chơi cờ thay cho cô, thì tôi sẽ lập tức giết chết người bạn thân nhất của cô. Dóc Uy hiếp nói. Lời nói của Dóc vừa dứt, những người lính đánh thuê phụ trách giam giữ Nguyễn Tú cầm lập tức chĩa súng vào đầu cô ấy. Nguyễn Tú Cẩm nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Lệ Uy Long nói, Dư Hân, không sao đâu, em cứ làm theo lời ông ta nói đi, anh sẽ đi làm người chơi cờ thay cho em. Anh sớm đã dự đoán được gióc vì để phòng tránh Chu Nhược Mai cố tình thất bại, nên ông ta chắc chắn sẽ không sắp xếp người đi chơi cờ thay cho Chu Nhược Mai. Người thích hợp nhất chơi cờ thay cho Chu Nhược Mai, đương nhiên sẽ là mình rồi. Khi lời của Lệ Uy Long vừa nói ra, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đều kinh ngạc mà nhìn anh, hai người họ đều không ngờ rằng Lê Uy Long lại dũng cảm đến như vậy, dù biết mình sẽ chết, nhưng vẫn chủ động đi vào chỗ chết, chẳng lẽ anh thật sự không sợ chết sao? chương 362 em muốn cùng chung sống chết với anh. Anh không thể đi, bây giờ em vẫn chưa có phương pháp nào phá giải được ván cờ tàn này, anh sẽ chết dưới ám khi đó mất. Chu Nhược Mai nói, nếu anh không đi, Tú Hằng sẽ bị bọn họ giết chết. Hiện tại không phải do chúng ta lựa chọn, Lê Uy Long nói. Hiện tại Nguyễn Tú Cẩm đã nằm trong tay bọn họ, còn quân tiếp viện của anh vẫn chưa đến, anh chỉ có một mình thực sự không chắc mình có thể cùng lúc giải cứu được Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai ra khỏi tay hơn 200 người lính đánh thuê mà còn có thể toàn thân trở ra. Chỉ có thể làm người chơi cờ, giao cho Chu Nhược Mai phá giải ván cờ để kéo dài thời gian. Được, nếu anh đã không muốn sống nữa, vậy thì em sẽ cùng anh đứng trước cửa đá chơi ván cờ này. Chu Nhược Mai bất ngờ nói. Lệ Uy Long nhất thời sợ hãi, vội vàng nói, Dư Hân, em nói năng dại dột gì thế này. Em không nhất thiết phải đứng cùng với anh, em chỉ cần nói đi như thế nào, anh sẽ giúp em di chuyển quân cờ đến chỗ đó là được, em cùng anh đứng trước cửa đá để làm gì chứ. Em muốn cùng chung sống chết với anh, nếu như anh chết rồi, em cũng quyết không sống một mình. Chu Nhược Mai nói, Lệ Uy Long nghe được lời nói này, cũng không khỏi cảm động, nhưng anh không tán thành quyết định này của Chu Nhược Mai, em không thể chết, nếu anh chết rồi, em nhất định phải sống tốt. Nếu anh chết rồi, em sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Chu Nhược Mai nói, nếu như bởi vì mình phá giải không thành công mà hại chết Lê Uy Long, vậy thì mình chắc chắn cũng sẽ ái náy suốt đời, thay vì phải sống trong sự đau khổ và ái náy, còn không bằng chết cùng với anh đi nguyễn tú cẩm là kẻ đơn thân thật chịu không nổi lê uy long và chu nhược mai ở trước mặt mọi người phát cầu lương thế này liền nói hai người đừng nói nữa cứ để bọn họ giết tôi đi hai người phải sống cho thật tốt đừng quan tâm đến tôi nữa cũng đừng đi phá giải ván cờ tàn này không được chúng ta là chị em tốt của nhau tớ không thể thấy chết mà không cứu được nếu cậu chết rồi tớ cũng sẽ không muốn sống nữa chu nhược mai nói tớ chết rồi cậu còn có lê uy long mà tớ không thể ở bên cậu suốt đời được người có thể ở bên cạnh cậu suốt đời chính là lê uy long tớ muốn hai người phải sống cho thật tốt nguyễn tú cẩm nói người bạn thân và chồng cũng quan trọng như nhau tớ cũng muốn hai người đều phải sống cho thật tốt ai cũng không thể thiếu được chu nhược mai nói được rồi các người đừng nói nhảm nữa nếu muốn mọi người đều được sống tốt vậy thì hãy nhanh chóng thể hiện trình độ thực sự của mình và phá giải ván cờ tàn này đi chỉ cần cô phá giải được ván cờ tàn này tôi đảm bảo rằng cả ba người đều có thể sống tốt. Sóc cũng không thể chịu được nữa. Sư Hân nghe lời nào, em cứ đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích, anh sẽ đi thay em chơi cờ. Lệ Uy Long vừa nói vừa đi hướng về phía cửa đá. Nhưng Chu Nhược Mai không chịu nghe theo, mà cứ đi theo sau Lệ Uy Long tới chỗ cửa đá. Sao em lại cứng đầu như vậy? Ở đây nguy hiểm lắm, em mau trở về đi. Lệ Uy Long đi tới trước cửa đá, thì nhìn thấy Chu Nhược Mai cũng đi theo tới, vội vàng bảo cô quay về chúng ta là vợ chồng thì phải cùng nhau đương đầu với khó khăn em không thể để cho anh một mình đi mạo hiểm được em muốn chúng ta sống chết cùng với nhau chu nhược mai hiên ngang lẫm liệt nói thật ra anh sẽ không gặp nguy hiểm đâu em mau trở về đi lê uy long nhỏ giọng nói xung quanh cửa đá không phải có ám khí khó lòng phòng bị sao làm sao không có nguy hiểm lẽ nào anh có thể tránh được những ám khí này Chu Nhược Mai cũng nhỏ giọng hỏi. Chương 363 đánh cược mạng sống thì đã là gì? Mặc dù trước cửa đá có ám khí, nhưng cũng phải đến lúc bên đỏ bị giết ám khí này mới bắt đầu kích hoạt mà. Chúng ta đều là người biết chơi cờ tướng, nếu bên đỏ thua, thì trước một bước đó, chúng ta không tiếp tục chơi nữa là được. Điều chúng ta phải làm bây giờ chính là trì hoãn thời gian và chờ quân tiếp viện đến, em có hiểu không? Lê Uy Long nhỏ giọng nói anh thân là hộ soái bảo vệ, đương nhiên sẽ không dễ dàng đi chịu chết, chính là bởi vì anh đã nhìn thấu được luật lệ của ám khí trên cửa đá, nên anh mới dám đứng trước cửa đá chơi cờ như vậy. Chu Nhược Mai như bừng tỉnh ngộ, sau đó nói, nếu đã không có nguy hiểm, thì em cùng anh đứng chung với nhau cũng không sao mà. Chúng ta cùng nhau đứng ở cửa đá, còn có thể lén lút trao đổi, bọn họ cũng không thể nghe thấy được chúng ta nói cái gì. Nhưng chơi cờ là chuyện rất khó nói chắc được, lỡ như chúng ta đều không nhìn ra được bị bên đen ép đến bước đường cùng rồi bất ngờ bị bên đen giết chết vậy thì cả hai ta đều sẽ mất mạng mất lê uy long nói khi chơi cờ nhiều lúc không biết được đối phương sẽ đột nhiên tung ra nước đi gì cho nên đứng trước cửa đá vẫn là chuyện rất nguy hiểm thế là anh không hiểu rồi em thích chơi trò có cảm giác mạnh mỗi nước cờ đều quyết định sự sống chết của chúng ta làm như vậy mới có thể khiến em càng phải thận trọng hơn càng phát huy hơn hẳn lúc thường đạo lý này cũng giống như đặt cược khi đánh bài vậy em chắc chắn sẽ hết sức nghiêm túc và thận trọng hơn chu nhược mai nói nhưng làm như vậy quá nguy hiểm đây cũng không phải là đánh bài mà là đánh cược mạng sống lê uy long nói đánh cược mạng sống thì đã là gì đánh cược mạng sống mới đủ thú vị em lớn như vậy còn chưa chơi qua trò đánh cược mạng sống kích thích đến như vậy em muốn thử nghiệm một chút lát nữa mỗi nước đi của em đều sẽ liên quan đến sự sống chết của chúng ta dưới sự kích thích của sự sống và cái chết, nói không chừng em sẽ có thể phá giải được ván cờ tàn này thì sao? Chu Nhược Mai nói, em điên à, đời người chỉ có một lần, đánh cược mạng sống cái gì? Nếu thua em sẽ mất tất cả. Lê Uy Long nói, anh cũng không sợ, em còn sợ cái gì? Trời cờ cũng giống như đời người vậy, không có đường lui, mỗi nước đi đều phải chuẩn xác, nếu không một lần thất bại sẽ ân hận muôn đời. Em sẽ đứng trước cửa đá, chịu trách nhiệm về nước cờ của bản thân mình nếu em thất bại chúng ta cũng có bạn đồng hành trên đường hoàng tuyền cho dù chúng ta là ma cũng phải làm vợ chồng chu nhược mai bất chấp tất cả nói trước đây không phải em rất ghét anh sao sao bây giờ em lại yêu anh nhiều đến như vậy lê uy long nói ai nói em yêu anh rồi anh đừng tự mình đa tình nhé hiện tại em chỉ muốn chịu trách nhiệm với nước cờ của mình chứ không phải bởi vì em yêu anh hiện tại em cũng còn rất ghét anh chu nhược mai đỏ mặt nói nếu em ghét anh thì hãy tránh xa anh ra đừng lại gần như vậy lê uy long nói tại sao em phải nghe lời anh chứ đây cũng không phải là địa bàn của anh tôi cứ thích đứng ở đây đấy chu nhược mai nói anh xin em đấy em đứng xa cửa đá ra một chút có được không em đứng xa ở phía sau như vậy mới có thể quan sát rõ tình hình xung quanh người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê em cứ chơi ván cờ này như một người ngoài cuộc đi như vậy mới có thể nhìn thấy tình hình rõ ràng hơn. Lệ Uy Long tìm một lý do chính đáng để thuyết phục Chu Nhược Mai. Anh sai rồi, mặc dù có câu nói rằng người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, nhưng khi cao thủ thật sự chơi cờ, chỉ khi họ hoàn toàn hòa hợp vào trong ván cờ đó mới có thể biết rõ ràng thế cục được. Còn người ngoài cuộc thông thường chỉ nhìn thấy được những tình thế bên ngoài, căn bản không hiểu rõ được sự ly kỳ của nó. Chu Nhược Mai nói, dóc nhìn thấy lê uy long và chu nhược mai cứ mãi đứng ở phía trước cửa đá không ngừng lẩm bẩm cuối cùng không thể chịu đựng được nữa lớn tiếng nói hai người đang lẩm bẩm cái gì vậy mau chóng đi phá giải ván cờ đi nếu muốn yêu đương thầm thì với nhau thì đợi phá giải xong ván cờ rồi đến dưới ánh trăng mà yêu đương thầm thì còn ở đây có rất nhiều người không phải chỗ để cho hai người tình tứ với nhau đâu anh nghe thấy chưa người ta thúc giục chúng ta chơi cờ rồi đấy anh đừng khuyên can em nữa em đã quyết định rồi em muốn kể vai chiến đấu với anh, đồng sinh cộng tử, cùng nhau phá giải ván cờ nghìn năm có một này. Chu Nhược Mai nói, Lệ Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai đã kiên quyết như vậy, anh cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải nói, được rồi, nếu em không sợ chết, vậy thì bắt đầu đi. chương 364 ngựa ba lui 4 Được, đúng rồi, chúng ta phải thật sự cố gắng hết sức mà phá giải ván tàn cục này, hay là cố tình thua để giữ lại kho báu bên trong đây. Chu Nhược Mai nhỏ giọng hỏi. Lệ Uy Long không khỏi đổ mồ hôi, nói, não em bị uống nước rồi à? Hiện tại chúng ta đều đứng trước cửa đá, nếu cố tình thua rồi, em muốn mất mạng sao? Dù em có muốn chết, nhưng anh vẫn chưa muốn chết đâu. Vậy chính là phải cố gắng hết sức mà phá giải ván tàn cục này đúng không? Chu Nhược Mai hỏi. Đúng, đương nhiên là phải cố gắng hết sức đi phá giải rồi. Lệ Uy Long nói. Nhưng một khi ván tàn cục này được phá giải, cánh cửa đá được mở ra, thế chẳng phải là bọn họ sẽ lấy được kho báu bên trong rồi sao? Chu Nhược Mai nói, anh đã nói là bọn họ không thể lấy được những kho báu này đâu. Quân tiếp viện của anh rất nhanh sẽ chạy tới đây thôi, chỉ khi mở được cánh cửa đá, để cho bọn họ tranh nhau giành lấy kho báu bên trong, anh mới có cơ hội thừa dịp hỗn loạn mà ra tay hành động, giết bọn họ một cách trở tay không kịp, đồng thời gọi thiên thành dẫn theo đội quân xuống dưới đây phối hợp cùng với anh, cùng nhau tiêu diệt bọn họ, em đã hiểu chưa? lê uy long nói em hiểu rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu nhé chu nhược mai nói được nước đầu tiên đi như thế nào lê uy long hỏi nước đi đầu tiên xe ba bình sáu chu nhược mai nói nước đi này hoàn toàn giống với cách đi của tôn quốc tài đã thực hiện trước đó lê uy long là người biết chơi cờ tướng nên cứ trực tiếp di chuyển quân cờ theo lời chu nhược mai đã nói căn bản không cần chu nhược mai phải cầm đèn pin hướng dẫn như tôn quốc tài đã làm Chu Nhược Mai vị vua cờ mới được mọi người chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng ra tay, tất cả mọi người đều yên lặng dõi theo, ngoại trừ giọng nói của Chu Nhược Mai vang lên trong hiện trường, cũng không một ai dám lên tiếng gây ồn ào. Nguyễn Tú Cẩm vô cùng căng thẳng, bởi vì Chu Nhược Mai và Lệ Uy Long đã bất chấp mạo hiểm chơi ván cờ này để cứu cô ấy. Nếu như Chu Nhược Mai và Lệ Uy Long chết trước cửa đá, cô ấy cũng sẽ không muốn sống tiếp nữa. Sau khi xem được 7 8 nước đi, Tôn Quốc Tài phát hiện Chu Nhược Mai hoàn toàn là dựa theo cách đi trước đó của ông ta, liền khinh thường nói tôi còn tưởng rằng vị vua cờ mới này lợi hại đến mức nào. Hóa ra là hoàn toàn sao chép cách đi của tôi, không có sự đổi mới nào cả. Chu Nhược Mai cũng không quan tâm, bởi vì 10 nước đi trước của Tôn Quốc Tài giống hệt như cách cô đã nghĩ, lẽ nào còn muốn cô cố ý đi sai để chứng tỏ cô khác với ông ta sao? Khi đi đến nước thứ 11, cuối cùng Chu Nhược Mai cũng làm ra thay đổi, binh năm tiến một. Lệ Uy Long hoàn toàn dựa theo lời của Chu Nhược Mai nói mà di chuyển quân cờ. Nhưng mỗi khi anh di chuyển, cũng không tránh khỏi sẽ khẩn trương. Bởi vì ván cờ này biến hóa thất thường, trông rất quỷ dị, ai biết được nước đi tiếp theo liệu có đột nhiên xảy ra biến cố hay không. Nếu như bên đỏ bất ngờ xảy ra biến cố, ám khí trên cửa đá căn bản là không thể đề phòng được, cũng không biết là sẽ có loại ám khí nào sẽ xuất hiện để giết anh. Bản thân anh chết chẳng sao cả nhưng vấn đề là Chu Nhược Mai cũng sẽ chết chung với mình. Chỉ cần bất cần một bước, Chu Nhược Mai và mình sẽ phải đi đến Hoàng Tuyền ngay lập tức. Mặc dù anh đã trải qua nhiều trận chiến, sớm đã không màng chuyện sống chết, nhưng nếu được sống thì cũng không ai muốn chết cả. Ha ha, vì muốn chứng minh cách đi khác với tôi, mà cô còn cố ý thay đổi một nước đi khác, đi nước binh năm tiến một, đây đúng là một nước đi tệ hại nhất. Hiện tại mối nguy bên đỏ còn chưa được giải quyết, mà cô đã vội vàng đẩy binh đi lên, đúng thật là tự tìm cái chết. Trong vòng 5 bước, bên đỏ nhất định sẽ thua, tôn quốc tài chế nhạo nói. Chu Nhược Mai không muốn phản bác, cô tập trung tinh thần chơi nước cờ của mình. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, mặc dù hiện tại chưa hoàn toàn giải quyết được mối nguy của bên đỏ, nhưng nếu cứ một mực tìm cách phòng thủ mà không tấn công thì căn bản sẽ không thể chống đỡ được. Sau năm nước đi nữa, bên đỏ vẫn không thấy thua, dự đoán của tôn quốc tài thất bại, sắc mặt của ông ta nhất thời trở nên rất khó coi. Không phải ông nói trong vòng năm nước đi nữa người ta nhất định sẽ thua sao, tại sao họ vẫn chưa thua. Harry sớm đã không vừa mắt tôn quốc tài rồi, liền bắt đầu chế nhạo ông ta. Đi thêm năm nước đi nữa, cô ấy nhất định sẽ thua. Tôn quốc tài chết cũng phải giữ lấy thể diện, lại bắt đầu dự đoán. Nếu ông không lên tiếng cũng không có người coi ông là người câm đâu, đừng gây ồn ào làm phiền đến vua cờ mới chơi cờ sóc cũng không ưa thích gì tôn quốc tài. Tôn quốc tài lập tức không dám ăn nói lung tung nữa. Sau năm nước đi nữa, tuy bên đỏ không thua, nhưng đã xuất hiện một mối nguy lớn. Lệ uy Long cũng trở nên căng thẳng, khi anh di chuyển quân cờ cho Chu Nhược Mai, anh vẫn luôn phải đề phòng sẽ đột một có ám khí tấn công. Khi đi đến nước đi thứ 25, Chu Nhược Mai lâm vào thế bất lợi. Vào lần đầu tiên khi cô phá giải ván tàn cục này, chính là bị tẩu hỏa nhập ma ngay nước đi này cô bắt đầu trầm tư suy nghĩ, nghĩ biện pháp đột phá tình huống khó khăn này. Sau khi suy nghĩ hơn 10 phút, Chu Nhược Mai nghĩ ra được một cách ổn hơn, liền nói, ngựa ba lui 4. Cô quyết định cho ngựa ba lui 4 vì cô muốn dùng con ngựa này để tạo thành một dãy với con ngựa kia của mình, không cho con ngựa kia bị xe của đối phương nuốt chừng. Còn Lê Uy Long vừa rồi cũng phát hiện ra bên đỏ đang gặp nguy hiểm, sự chú ý của anh đã bị phân tán, anh bắt đầu quan sát xung quanh và nghe ngóng mọi hướng, nên anh không hoàn toàn tập trung vào việc chơi cờ khi nghe thấy chu nhược mai nói ngựa ba lui bốn anh lại không cẩn thận đi thành nước ngựa ba lui hai chu nhược mai nhìn thấy lê uy long lại tự ý đổi thành ngựa ba lui hai nhất thời cả kinh mà hoảng sợ kêu lên anh sao anh không nghe lời em mà lại tự ý đổi thành ngựa ba lui hai rồi chu nhược mai khóc không ra nước mắt hỏi lê uy long nghe vậy nhất thời bừng tỉnh nhìn lại mới phát hiện mình thật sự đã đổi thành ngựa ba lui hai rồi anh biết Chu Nhược Mai muốn cho ngựa ba lui bốn để tạo thành một dãy với con ngựa kia, hiện tại anh lại tự ý đổi thành ngựa ba lui hai, khiến con ngựa kia không còn chỗ dựa, nhất định sẽ bị xe của đối phương nuốt chừng. Anh xin lỗi, lúc nãy anh bị mất tập trung, không cẩn thận đi sai nước cờ rồi. Lê Uy Long lúng túng nói. Anh mau đổi lại đi, đổi thành ngựa ba lui bốn. Chu Nhược Mai mệnh lệnh nói. Lê Uy Long vội vàng di chuyển con ngựa kia, muốn đổi thành ngựa ba lui bốn, thế nhưng con ngựa kia dường như đã bén dễ cắm chặt vào nơi đó vậy, bất kể anh có cố gắng đến đâu cũng không thể di chuyển được nữa. Bình thường chơi cờ đều không cho phép thay đổi, một ván cờ được khởi động bằng cơ quan trên cánh cửa đá này càng không có khả năng cho người ta được phép đi lại từ đầu. Bịch, một tiếng giòn giã vang lên, chiếc xe của bên đen lúc này đã nuốt chửng một con ngựa của bên đỏ. chương 365 làm gì có người nào không sợ chết. Nhìn thấy một con ngựa bên mình bị nuốt chửng đi, Chu Nhược Mai bỗng chốc cảm giác thân thể mình như mềm nhũn ra, cả người vô lực, suýt chút nữa không thể đứng vững mà ngã ngồi xuống đất. Lệ Uy Long vốn đã vô cùng lúng túng, anh không ngờ mình lại mắc phải sai lầm cơ bản như vậy. Do một lỗi sai sót của bản thân, anh đã trực tiếp khiến cho một con ngựa của bên mình bị bên đen ăn mất. Đương nhiên là anh biết một con ngựa quan trọng như thế nào đối với bên đỏ. Bên đỏ vốn có ít quân cờ hơn bên đen, binh lực không đủ, ngay từ đầu đã gặp bất lợi, khi bên đỏ đang gặp nguy hiểm lại có thêm một con ngựa bị ăn mất điều này khiến cho tình thế càng thêm khó khăn hơn cơ hội sống sót càng ít đi mất đi một con ngựa giống như mất đi một chiến tướng đắc lực vậy lần này tôi xem cô còn có thể cầm cự được bao lâu bên đỏ vốn đã có ít quân cờ hơn bên đen nay lại mất thêm một con ngựa nữa tôi dám khẳng định không đi được đến năm nước cờ bên đỏ chắc chắn sẽ thua tôn quốc tài lại bắt đầu thừa nước đục thả câu vui sướng khi người khác gặp họa. Ông Quốc Minh, ông có vẻ rất hy vọng rằng cô Hân không thể phá giải được ván cờ này nhỉ. Gióc nói với vẻ không hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của Tôn Quốc Tài. Gióc bắt cóc Nguyễn Tú Cẩm, còn uy hiếp Chu Nhược Mai đến đây, chính là mong muốn cô có thể phá giải được ván cờ để giúp mình lấy được kho báu. Nhưng cái ông Tôn Quốc Tài này đã không thể phá giải được ván cờ rồi, mà còn không hy vọng người khác có thể phá giải được nó, điều này khiến ông ta rất không vui. Tôn Quốc Tài nghe được Gióc nói như vậy, nhất thời có chút xấu hổ, vội vàng nói, đương nhiên là tôi hy vọng cô ấy có thể phá giải được rồi, nhưng thực lực của cô ấy tệ đến như vậy, còn chơi lộn xộn hết cả ván cờ, lại thêm người chơi cờ hấp tấp như vậy, đến cả ngựa ba lui bốn cũng có thể đổi thành ngựa ba lui hai, với cái cặp tổ hợp quái của ở như vậy, muốn phá giải được ván cờ này thì đúng thật còn khó hơn cả lên trời. Sư Hân, bây giờ phải làm sao đây? Lê Uy Long hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại bại cục đã định, chúng ta phải nghĩ biện pháp khôi phục lại ván cờ này trở về thành trạng thái ban đầu, bắt đầu lại từ đầu mới được. Chu Nhược Mai nói. Bên đỏ vừa rồi đã rơi vào tình thế nguy hiểm, bây giờ lại bị ăn mất một con ngựa, cô đã không còn có thể cứu vãn được nữa rồi. Nếu cô muốn ván cờ tự động khôi phục lại, thì nhất định phải khiến cho bên đen thắng trận nếu không ván cờ sẽ không tự động khôi phục được đâu tôn quốc tài nói khiến cho bên đen thắng trận chẳng phải sẽ tự bắn ra ám khí sao lê uy long nói đúng vậy không có cách nào khác ngoài cách này nữa đâu tôn quốc tài nói vậy các anh nhanh chóng phái một người không sợ chết lên đây chơi cho xong ván cờ này đi lê uy long không muốn mạo hiểm đi đối mặt với ám khí lỡ như né không kịp thì chết chắc mất làm gì có người nào không sợ chết hai người đã tự mình gây ra tai họa thì hai người phải tự mình đi giải quyết đi sóc nói nếu chúng tôi chết ai sẽ phá giải ván cờ cho các người lê uy long nói anh có thể bảo vợ mình tránh ra xa tự mình chơi bừa vài nước cờ là có thể để bên đỏ thua rồi sau đó lại có thể tự động khôi phục lại ván cờ thôi anh có chết hay không cũng không quan trọng chỉ cần vợ anh không chết là được cô ấy vẫn có thể tiếp tục phá giải ván cờ cho chúng tôi sóc nói Lệ Uy Long không khỏi tức giận, đây rõ ràng là muốn đưa mình vào chỗ chết mà. Sau đó Gióc nói, nếu anh có thể may mắn thoát khỏi ám khí trên cửa đá, thì anh vẫn có thể tiếp tục chơi cờ thay cho vợ anh thôi. Còn nếu chẳng may anh chết, tôi đương nhiên sẽ tìm người tới chơi cờ thay cho cô ấy. Lệ Uy Long muốn lao vào liều mạng với những người lính đánh thuê này, nhưng những người lính đánh thuê đó đã dự đoán được Lệ Uy Long có thể sẽ tức giận làm càn, tất cả đều nhanh chóng chĩa súng vào người anh nếu anh dám rời khỏi cửa đá nửa bước, tôi đảm bảo là anh sẽ lập tức bị súng bắn chết, kể cả vợ của anh. gióc lạnh lùng nói. lê uy long lập tức không dám manh động nữa. họ bị nhiều súng chĩa vào như vậy, hơn nữa không gian ở đây lại quá nhỏ, anh chắc chắn không thể tránh đạn trong không gian nhỏ như vậy. và lại chu nhược mai cũng ở bên cạnh anh, anh càng không thể đảm bảo được có thể đưa cô cùng nhau né tránh được hay không. chu nhược mai nhìn thấy lê uy long bị nhiều mũi súng chỉ vào như vậy buộc phải hoàn thành ván cờ này, chỉ đành phải nói các anh đừng nóng vội, tôi sẽ suy nghĩ xem có cách nào để lật ngược tình thế không. Tôn Quốc Tài nghe thấy Chu Nhược Mai còn muốn tiếp tục phá giải ván cờ trong tình thế này, ông ta lại cười khẩy nói, bình thường cao thủ so chiêu, chỉ cần một nước đi sai đều sẽ thua hết cả ván. Hiện tại đối mặt với một ván cờ quỷ dị như vậy, mà cô còn mơ tưởng hão huyền là còn có thể thắng cờ hay sao? Tôi khuyên cô đừng nên lãng phí thời gian nữa, cho dù là thần tiên cũng khó cứu được ván cờ này, cô nhanh chóng đi cho hết mấy nước đi này đi, để còn được bắt đầu lại từ đầu. Chu Nhược Mai không để ý đến tôn quốc tài, mà nhìn chầm chầm vào ván cờ, suy nghĩ một cách hết sức chăm chú. chương 366 đây chính là cơ duyên mà anh đã nói. Bởi vì đây là một ván cờ định sinh tử, nếu mình không thể phá giải được, thì Lê Uy Long chắc chắn sẽ chết dưới ám khí trong cánh cửa đá, hoặc là chết dưới mũi súng của bọn họ. Chuyện đã đến nước này, cho dù chỉ còn có một tia hy vọng, cô cũng không được từ bỏ. Trong lòng Lê Uy Long lúc này cũng đang rất hối hận, anh cũng biết nước đi vừa rồi vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nào được, thế nhưng, anh lại di chuyển sai vị trí ở một nước đi quan trọng đến như vậy. Anh cũng không còn hy vọng gì vào ván cờ này nữa, trong lòng chỉ nghĩ có nên nhấn nút cảm biến đó để thiên thành dẫn quân đến tấn công hay không. Chỉ có điều khi anh tính toán lại thời gian Đoán chừng đội quân tiếp viện mà Minh Hải phải đến còn vẫn chưa đến được núi Hồ Sơn, cho nên anh mới không dám tùy tiện để Thiên Thành dẫn quân đến tấn công. Một khi anh nhấn nút cảm biến, Thiên Thành nhận được mệnh lệnh, ngay cả khi quân tiếp viện của Minh Hải chưa tới, Thiên Thành cũng sẽ không hề do dự mà dẫn theo Hà Ngọc Lan và những người tinh anh đặc chủng kia xuống dưới đây tấn công. Nếu cứ ngang nhiên tấn công vào lúc này, bọn họ chắc chắn người ít sẽ không thể đánh lại đám đông, mà dẫn đến toàn quân đều bị tiêu diệt. Vì vậy lê uy long quyết định tiếp tục chờ đợi để cho chu nhược mai kéo dài thêm một chút thời gian nữa chu nhược mai nhìn chằm chằm vào ván cờ trên cửa đá trầm tư suy nghĩ rồi dần dần sau đó cô phát hiện rằng mặc dù lê uy long đã đẩy ngựa vào sai vị trí khiến cho bên đỏ mất đi một con ngựa nhưng lại khiến cho chiếc xe vừa nuốt mất con ngựa của bên đen bị vây trong vị trí bất lợi lúc nãy lê uy long bất cần đi thay đổi nước đi thành ngựa ba lui hai trực tiếp đi đến gần chiếc xe của bên đen nếu như bên đen không nuốt chửng con ngựa của bên đỏ thì sẽ bị con ngựa ở ngựa ba lui hai đó nuốt chửng chiếc xe bên đen là bị ép phải ăn mất con ngựa đó chỉ cần chiếc xe của bên đen ăn mất con ngựa đó thì chiếc xe đó mới tạm thời tránh được mối nguy hiểm trước mắt mất đi một con ngựa nhưng lại khiến cho một chiếc xe của đối phương tạm thời mất đi uy lực lâm vào vị thế vô dụng đây thật sự là quá hời rồi chỉ cần chiếc xe của bên đen không phát huy được tác dụng của mình bên đỏ mới có được cơ hội lật ngược tình thế Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Nhược Mai không khỏi trở nên hưng phấn. Nếu không phải Lệ Uy Long di chuyển nhầm quân cờ, cô cũng sẽ không nghĩ ra được nước đi này. Bởi vì bên đỏ vốn dĩ đã ở thế vô cùng bất lợi, cũng chẳng có ai chịu nhường một con ngựa cho bên đen ăn mất thế này. Đây có thể chính là cơ duyên trùng hợp mà Lệ Uy Long đã từng nói trước đây. Có lẽ nước cờ này chính là điểm mấu chốt để phá giải ván cờ này. Đúng thật là sơn cùng thủy tận ngờ hết lối liễu rủ hoa cười lại gặp làng mà cô còn muốn suy nghĩ cái gì nữa đừng ở đây lãng phí thời gian nữa nếu còn tiếp tục suy nghĩ trời cũng sẽ trở sáng mất mau chóng tiếp tục chơi đi nếu cô còn lò mò nữa tôi sẽ hạ lệnh nổ súng đấy róc cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được mà lớn tiếng nói khi nghe róc nói như vậy những người lính đánh thuê lập tức lại chĩa súng vào người lê uy long chuẩn bị tư thế sẵn sàng nổ súng chờ đã các anh bỏ hết súng xuống đi, đừng làm tôi sợ, tôi đã nghĩ ra phương pháp phá giải rồi. Chu Nhược Mai hưng phấn nói. Nghe Chu Nhược Mai nói như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, cũng không mấy tin lời của cô nói. Dư Hân, em thật sự đã nghĩ ra được phương pháp phá giải rồi sao? Lệ Uy Long cũng không tin tưởng lắm, liền nhỏ giọng hỏi. Anh cho rằng Chu Nhược Mai lại sử dụng kế sách hoãn binh, dù sao bên đỏ hiện tại đã tổn thất mất một con ngựa rồi, nay lại càng thêm rơi vào tình thế bất lợi, làm sao có thể chuyển bại thành thắng được. Đúng vậy, tuy rằng lúc nãy anh đã đi sai cái nước cờ đó, nhưng anh lại vô tình di chuyển quân cờ vào nước cờ tuyệt thế vô song. Đây chính là cơ duyên mà anh đã nói, bây giờ cơ duyên đó đã xuất hiện rồi. Chu nhược mai bởi vì hưng phấn, giọng nói cũng trở nên rất lớn tiếng. chương 367 nước đi tuyệt vời. Cái gì, nước cờ mà tôi đặt sai hóa ra lại là một nước đi tuyệt vời lê uy long cực kỳ kinh ngạc không sai đây đúng là cùng đường bí lối hy vọng lại một thôn nước cờ này có thế nào tôi cũng không nghĩ tới chu nhược mai nói lời kinh người cô chớ giả bộ nước cờ tốt nhất cái gì uổng phí tặng không mã cho đối phương ăn cũng gọi là nước cờ tốt nhất cái này rõ ràng là một nước cờ không tốt với cục diện như bây giờ nếu cô có thể trong năm bước mà bất bại thì tôi đều bái cô làm thầy rồi còn nói phá giải ván cờ này cái gì đừng có giải. Tôn Quốc Tài nói trình độ của ông quá thấp, tôi không muốn chấp nhận với ông, có nói ông cũng không hiểu. Chu Nhược Mai nói tôi đường đường là một cờ tướng đại sư, cô dám nói tôi không hiểu. Tôi thấy cô mới là người ra vẻ ta đây hiểu biết, ở trong tình hình này còn dám nói nghĩ ra phương pháp phá giải, cô điên rồi sao? Tôn Quốc Tài cực kỳ tức giận, mình là một cờ tướng đại sư mà lại bị một nhân tài mới xuất hiện nói trình độ của mình quá thấp, thì làm sao mà ông có thể không tức giận? vừa nghe tôn quốc tài nói chu nhược mai điên rồi lê uy long cũng có hơi bận tâm vì dù sao ván cờ này cũng quá kỳ lạ chu nhược mai cũng không điên lẽ nào vừa rồi cô suy nghĩ khổ quá nên tẩu hỏa nhập ma rồi sư hân em không nổi điên thật chứ lê uy long lo lắng hỏi ngay cả anh cũng không tin em chu nhược mai hơi tức giận người khác không tin mình thì có thể nhưng chồng của mình cũng không tin mình như vậy sao được nhìn em có vẻ tức giận cũng không giống nổi điên anh tin tưởng em. Lê Uy Long nói, thế này còn tạm được, nói chung, em đã nghĩ ra cách thoát khỏi tình thế khó xử này, hơn nữa em đã nghĩ đến tình huống sau bốn người nước đi. Thế nhưng bốn người nước đi sau đó, bây giờ em không còn rõ lắm. Ván cờ này có thể phá giải được không, bốn người bước sau là rất quan trọng. Chu Nhược Mai nói, nghe Chu Nhược Mai nói như vậy, Tôn Quốc Tài cho là cô đang bốc phét, ông còn nói thêm, đùa gì thế, trên đời ai có thể nghĩ tới thế cục của 40 bước sau. Sẽ miệng đầy chạy xe lửa, khoác lác ở trước mặt người khác, có lẽ sẽ có người tin tưởng, nhưng muốn khoác lác ở trước mặt tôi, thì không có cửa đâu. Tôn Quốc Tài tuyệt không tin Chu Nhược Mai có thể nghĩ đến thế cục 40 bước sau, vì trong tình huống hiện tại, phe đỏ có thể thủ vững 5 bước đã khó với lên trời rồi, vốn không tồn tại 40 bước sau. Cô Hân, không phải cô cố ý muốn khoác lác để kéo dài thời gian chứ? Mặc dù dốc không hiểu cờ tướng, nhưng cũng biết bên đỏ nhường một mã cho bên đen chẳng có gì đáng lo ngại mà tình thế nhất định càng ác liệt hơn ông ta cũng không tin chu nhược mai còn có thể xoay chuyển cục diện quên đi nhiều lời vô dụng coi như tôi nói nhảm hiện tại tôi đi cho mấy người xem chu nhược mai cũng không muốn giải thích nhiều chỉ có thể dùng hành động để chứng minh vậy thì nhanh bắt đầu đi gióc không ngại để chu nhược mai thử lại lần nữa tôn quốc tài đã chắc canh cô không đi được năm bước trong vòng năm bước Lệ Uy Long hẳn sẽ bị ám khí giết chết khó lòng phòng bị. Lệ Uy Long, mau tập trung tinh thần, em sắp bắt đầu chơi cờ rồi. Lúc này, anh không thể lại sai lầm, không thể nào mỗi sai lầm đều là nước cờ tốt nhất. Chu Nhược Mai dặn dò, anh hiểu rõ, kế tiếp anh chắc anh sẽ không sai lầm. Bước tiếp theo, đi như thế nào? Lệ Uy Long đương nhiên cũng biết đạo lý một khi đi nhầm thì tất cả mất hết. Vừa rồi anh phạm sai lầm là cơ duyên kế tiếp ra lại sai thì là chết. Pháo 9 bình 6, Chu Nhược Mai không muốn nhiều lời, lập tức bắt đầu chỉ thị Lê Uy Long đi tới cờ. Lê Uy Long lập tức tập trung chú ý nghĩ, dựa theo lời Chu Nhược Mai nói đi cờ. Xe 4 tiến 5, binh 5 vào 1, lẫn nhau 5 lui 3. Mã 2 tiến 4. Soái 5 bình 6. Chu Nhược Mai liên tiếp hạ vài chục bước cờ, phe đỏ chẳng những không bị sẽ chết, hơn nữa còn ngăn cơn sóng dữ thay đổi cục diện, chiếm cứ ưu thế nhất định. Tôn Quốc Tài vẫn chờ xem Chu Nhược Mai thất bại, Lệ Uy Long bị ám khí giết chết, nhưng Chu Nhược Mai chẳng những thành thạo mà hóa giải thế tiến công mãnh liệt của phe đen, mà còn có thể mở một đường máu, uy hiếp đến phe đen. Sắc mặt của ông ta là cực kỳ khó coi, bởi vì vừa rồi mình thề son sắt nói Chu Nhược Mai chắc chắn thất bại trong năm bước, hiện tại Chu Nhược Mai chẳng những không có bại, còn thay đổi thế cục. Mình lại tiên đoán thất bại một lần nữa mặt ông ta nóng bừng và có cảm giác như ông ta vừa không tiếng động bị tát nhìn chu nhược mai chơi cờ ông ta mới biết được tuy vừa rồi xe phe đen ăn mã phe đỏ thế nhưng sau khi phe đen xe ăn mã phe a đỏ đó nó liền nằm ở góc chết đúng là thùng rỗng kêu to không có tác dụng gì mà lê huy long đi sai con kia mã lại phát huy ra tác dụng vô cùng quan trọng tiến có thể công lui có thể thủ đạt tới tác dụng công thủ cân bằng ông tôn miệng của ông thực sự là miệng quả đen, miệng cầu vương bối lợi có thể liều một trận rồi. Harry lại bắt đầu nắm lấy cơ hội châm chọc tôn quốc tài. Lần này tôn quốc tài đúng là không đất sung thân, mặt mo đỏ bừng, ông ta hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Trong lúc vô tình, Chu Nhược Mai đã đi bước thứ 42. Lúc này, một bước diệu kỳ của phe đen, làm cho phe đỏ lại lâm vào khốn cảnh. Chu Nhược Mai nhất thời rơi vào trong trầm tư. Lúc này, ở phía trên cửa hầm, Thiên Thành, Hà Ngọc Lan và các đặc chủng ưu tú đặc biệt đều đang liên tục nhìn đồng hồ, lo lắng đợi Tạ Ngọc Hải viện quân đến. Thiên Thành nhìn chằm chằm máy cảm biến kia trong tay, anh ấy lo lắng máy cảm biến sẽ nhấp nháy, mà quân tiếp viện của Tạ Ngọc Hải còn chưa tới. Khi mọi người đang mỏi mắt chờ mong, đột nhiên có tiếng máy bay quân sự từ xa đến gần trên bầu trời đêm. Mọi người nhất thời mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy một số máy bay vận tải quân sự lớn gầm rú trên bầu trời đêm, bộ binh trên phi cơ bắt đầu nhảy dù và lao xuống từ bầu trời. Chương 368 Thần binh trời giáng. Một lúc sau, trên không trung dày đặc lính dù, họ đang chậm rãi đáp xuống. Đây chính là thần binh do trời giáng. Sau khi những người lính dù này rơi xuống đất, tất cả đều tập trung về vị trí của Thiên Thành để báo danh với Thiên Thành. Sau khi tập hợp xong, thủ lĩnh của nhóm viện quân này đứng dậy, cúi chào thiên thành, báo cáo tướng quân cương, đoàn tôi đã tập hợp đủ, xin chỉ thị. Đợi lệnh tại chỗ, các loại mệnh lệnh của hổ soái tái hành động. Thiên thành nói, vâng, đội quân do tạ Ngọc Hải phái ra là một đoàn binh lực có tổng cộng là một ngàn người, mà thiên thành là chiến tướng ba sao, dưới sự chỉ huy thống nhất của anh. Một nghìn lính bộ tinh nhuệ là gấp năm lần hai trăm lính đánh thuê. Hầm đó có lẽ không chứa được nhiều người như vậy. Hà Ngọc Lan, Thiên Thành bắt đầu điểm danh Hà Ngọc Lan. Có, Hà Ngọc Lan lập tức đứng dậy. Các chiến binh đặc biệt trong tiểu đội của chúng tôi buộc thêm dây thừng và nhận được tín hiệu tấn công từ hổ xoái, dùng lấy tốc độ nhanh nhất để xuống hầm. Thiên Thành ra lệnh. Vâng, Hà Ngọc Lan lập tức sắp xếp đặc chiến này và buộc thêm dây thừng vào. Chỉ cần thấy được tín hiệu tiến công của Lê Uy Long, nhiều người có thể xuống cùng lúc. Lúc này, dưới hầm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chu Nhược Mai đã tìm được phương pháp khốn cảnh qua phá giải bước thứ 42 và tiếp tục hướng dẫn Lê Uy Long chơi cờ. Đi thêm vài bước, Chu Nhược Mai dựa vào các binh qua sông kia, bắt đầu uy hiếp được phe đen. Thấy tình hình này, Tôn Quốc Tài sợ ngây người, trước anh đã từng lấy vì ván này Chu Nhược Mai trắng mất không một cái chỉ mã sau đó chắc canh thất bại, không nghĩ tới Chu Nhược Mai chẳng những không có bại, hơn nữa hóa giải nguy cơ, bỏ vào hơn 40 bước sau đó còn có thể xoay thế cục, cũng bắt đầu uy hiếp được phe đen đem. Tôn quốc tài lúc này chỉ có rốt cuộc biết, Chu Nhược Mai tài đánh cờ thật không phải bình thường tốt, cao hơn chính mình ra rất nhiều nhiều nữa. Anh không phục cũng, bởi vì Chu Nhược Mai rất nhiều diệu kỳ, là anh làm sao cũng không nghĩ ra. Bất chi bất giác, Chu Nhược Mai đã đi hơn 50 bước. Lúc này phe đỏ đã thành công ăn hết một ít quân cờ phe đen rồi, binh lực của song phương dần dần ngang nhau rồi. Mỗi một bước cờ của Chu Nhược Mai đều một vòng tiếp một vòng, kết cấu nghiêm cẩn, phe đen là ép tặng một ít quân cờ cho cô ăn. Jock, Harry và dòng binh này mặc dù không hiểu cờ vua, nhưng thấy Chu Nhược Mai có thể đi hơn 50 bước có thể bất bại, bọn họ đều cảm thấy khả năng lần này Chu Nhược Mai thật có thể phá giải trận này. Tôn quốc tài phá 4 lần trước đều phá giải thất bại, hơn nữa không có một lần có thể đi tới 40 bước. Mà Chu Nhược Mai có thể liền đi tới hơn 50 bước mà không bại, bởi vậy có thể thấy được, lực cờ của cô cao hơn tôn quốc tài nhiều lắm. Nếu Chu Nhược Mai có thể một lần qua, chỉ tiếp theo là phá giải cái tàn cục này, vậy thì thật là như thần tồn tại. Thời khắc khẩn trương đến rồi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều lặng lặng nhìn Chu Nhược Mai và Lê Uy Long chơi cờ. Thế cục càng về sau càng kinh tâm động phách, song phương đều giấu giếm sát khí. Binh ba vào một, đến bước 60, Chu Nhược Mai đem một người chỉ mã giết qua sông. Từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy tiến công là phòng thủ tốt nhất, cho tới bây giờ cục diện thế lực quân địch này càng phải tăng cường tấn công. Chỉ có đập nồi dìm thuyền, lấy công làm thủ, hiểm chung cầu thắng. Làm cho hai cái binh trải qua sông, chỉ có chiếu ứng lẫn nhau, phát huy ra uy lực lớn nhất. Chỉ có như vậy mới có thể phá giải cái này cuộc. Đến 70 bước sau đó, Chu Nhược Mai dựa vào hai qua sông binh, bắt đầu không ngừng uy hiếp phe đen. Đương nhiên, phe đen cũng không ngừng uy hiếp được soái của phe đỏ. chương 369 căng thẳng. Cả hai bên đều giấu giếm sát khí kinh tâm động phách, nó là thứ không phải người bình thường có thể chịu được. Mấy bước lại được đi, phe đỏ bị ép tặng một con mã và một con pháo cho phe đen binh ăn. Tôn Quốc Tài nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng hơi bận tâm Chu Nhược Mai có thể phá giải ván này thật không? Mình thân là đại sư cờ tướng, thử bốn lần còn không thể phá giải ván này, mà Chu Nhược Mai chỉ là nhân tài mới xuất hiện, nếu để cô đi một lần mà thành công phá giải ván này thì bộ mặt mình vứt đâu đây. Lệ Uy Long hiểu cờ tướng, hơn nữa đối tượng cờ cũng có trình độ nhất định, thấy thế cục bây giờ, anh đã thấy hy vọng thắng cờ, nên trong lòng vừa mừng vừa sợ, lẽ nào vợ mình có thể phá giải trận thiên cổ này thật. Bản thân trời xui đất khiến đi sai bước cờ trước đó giờ xoay thành then chốt của thế cục, nếu Chu Nhược Mai có thể phá giải ván này thật, vậy thì ý trời à. Sóc đương nhiên hy vọng Chu Nhược Mai có thể phá giải ván này, mở cánh cổng đá và để mình lấy được kho báu bên trong. Ngay khi ván cờ bị giải khai, ông ta sẽ hạ lệnh ngay lập tức, trước tiên giết Lê Uy Long. Đương nhiên, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng sẽ bị giết chết như vậy. Bảo vật này là phú khả địch quốc, tuyệt không thể để tin tức rò rỉ ra, phải giết chết Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật ra ngoài. Đến 80 bước sau, Quân cờ còn dư lại của hai bên cũng không nhiều. Hai bên có cơ hội ăn miếng trả miếng. Lúc này Chu Nhược Mai đã đổ mồ hôi dầm dề. Bởi vì chỉ có mình cô biết sự kinh tâm động phách trong đó. Chỉ hơi không cẩn thận là sẽ bị một kiếm của đối phương chém đứt cổ. Loại kinh tâm động phách này. Ngay cả đại sư cờ tướng tôn quốc tài như vậy. Cũng không thể hoàn toàn chịu được. Chu Nhược Mai đi cờ. Ông ta xem không hiểu. Không hiểu đến cùng Chu Nhược Mai đi như vậy có tác dụng gì. Bởi vì chơi cờ chỉ phát huy tác dụng sau nhiều nước đi. Lệ Uy Long cũng khẩn trương, bởi vì xung quanh cửa đá có dấu vũ khí không thể phòng thủ được. Hiện tại, bất cứ lúc nào phe đỏ cũng sẽ bị phe đen đánh bại. Anh đã phải đề phòng ám khí đột nhiên xông ra, còn phải tập trung vào thế cờ để tránh mắc sai lầm cấp thấp trước đó. Anh biết, bây giờ mỗi một bước cờ đều rất kinh người, sát khí từ phía. Hơi không cẩn thận là lập tức sẽ bị giết. Đối với loại ván cờ dùng để mở ra cửa đá, mỗi một bước của phe đỏ đều phải đi chính xác, một bước cũng không được có lỗi, mới có thể phá giải ván này, tác động vào cơ quan mở ra cửa đá. Nó giống như bẻ khóa một loạt mật khẩu, mọi số đều phải đúng, nếu sai một số thì mật khẩu không chính xác. Nguyễn Tú Cẩm đương nhiên cũng rất khẩn trương, cô thậm chí còn lo lắng hơn Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Bởi vì cô cũng biết ám khí của cửa đá lợi hại, chỉ cần một bước đi nhầm là Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đều sẽ chết dưới ám khí mỗi một nước cờ của Lệ Uy Long, trái tim cô như treo lên trong cổ họng. Đến 9 người bước sau đó, Chu Nhược Mai đã đầu đầy mồ hôi, cô sắp ngã quỵ vì kiệt sức. Mặc dù cô không tự mình ra tay đẩy quân cờ, nhưng nhưng một ván cờ mệt mỏi như vậy, cộng với sự căng thẳng về tinh thần, thì còn mệt mỏi hơn bất kỳ nỗ lực nào. Một bước đi nhầm, sẽ để mình và Lê Uy Long đều sẽ chết dưới ám khí của cửa đá, đây là họ đang liều mạng cái loại thần kinh căng thẳng và áp lực tâm lý lớn đến vậy này có thể tưởng tượng được. lê uy long phụ trách đi cờ, tuy anh rất cố sức nhưng cũng không mệt bằng một phần 10 chu nhược mai. thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương đỏ đen đã càng ngày càng ít và thời khắc gay cấn nhất cuối cùng cũng đến. jock, harry những người lính đánh thuê cũng trở nên lo lắng, bởi vì bọn họ đã dự cảm được chu nhược mai thật sự có thể phá giải ván này. chỉ cần ván này vừa vỡ giải khai là có thể chứng kiến bảo vật trong cửa đá. Bọn họ cũng không biết trong cửa đá cất giấu cụ thể bảo vật gì, chỉ biết bên trong có rất nhiều thứ giá trị. Có thể lấy được kho báu ở trong cửa đá hay không, thì phải xem Chu Nhược Mai rồi. Đến bước 108, Chu Nhược Mai đột nhiên vô cùng kích động nói, nhanh, pháo bốn bình năm tướng nó, giết đi. Nghe Chu Nhược Mai nói như vậy, tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ. Tôn Quốc Tài vừa nhìn, thì phát hiện ra nếu pháo bốn bình năm, là giết thật rồi. Cái ván cờ thiên cổ này, thật sự bị Chu Nhược Mai phá giải. Lệ Uy Long cũng phát hiện pháo 4 bình năm là có thể giết phe đen thật, trong lòng anh cũng rất kích động, lập tức dựa theo lời Chu Nhược Mai nói, pháo 4 bình 5. Khi pháo đỏ hạ cánh xuống vị trí do Chu Nhược Mai chỉ định, thất bại của bên đen đã được định đoạt, cái kia nhất thời bị nuốt vào trong cửa đá. Phe đen bị biến mất, tức phe đen đã thua. Ván cờ thiên cổ hết sức kỳ lạ dùng để mở cơ quan cửa đá có chứa bảo vật bên trong, bị vua cờ mới tài năng và trẻ tuổi nhất, cực kỳ có thiên phú, vua cờ mới xuất hiện Chu Nhược Mai phá giải. Chương 370 muốn phá giải. Lệ Uy Long là người thông thạo cờ tướng, anh biết phá giải ván cờ quỷ dị này, ngoại trừ may rủi anh còn có thực lực siêu phàm. Nếu như Chu Nhược Mai không có sẵn thực lực siêu phàm, xem như ở nước thứ 26 ma xui quỷ khiến cho anh ăn may giúp được cô đi một nước cờ tuyệt thế. Về sau cũng không có cách nào đi đến nước thứ 108, giết được quân đen. Phá giải ván cờ này, nhất định phải bảo đảm mỗi một bước đi là chính xác, mỗi một bước đều phải đương đầu với thử thách. Đổi lại là người khác, tuyệt đối không thể chính xác đến từng bước một. Bởi vì càng về sau, thế trận bàn cờ càng hung hiểm, mỗi một nước đều là tìm đường sống trong khe hở, mỗi một nước đều chấn động. Nước thứ 26 là then chốt, nhưng càng về sau mới càng thử thách kỹ năng đánh cờ. Nếu như là một người có loại thực lực như mấy người của tôn quốc tài, phỏng chừng bốn người nước cũng đi không nổi, xác định là thất bại. Hiện tại ván cờ này đã được phá giải, tất cả mọi người đang đợi cửa đá mở ra. Jock, Harry, tôn quốc tài và đám lính đánh thuê lo lắng cửa đá mở sẽ có ám khí xuất hiện, bọn họ cũng không dám đến gần. Nguyễn Tú cảm thấy Chu Nhược Mai cuối cùng cũng đã phá được ván cờ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lòng lo lắng rốt cuộc được buông xuống. Còn Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đều đã quá mệt mỏi, nhìn thấy ván cờ được giải xong, nhất thời như chút được gánh nặng, bọn họ vẫn đứng trước cửa đá. Đúng lúc này, ầm ầm, cửa đá phủ bụi nhiều năm đột nhiên vang lên một tràng tiếng nổ lớn. Cánh cửa kho tàng rốt cuộc cũng sắp mở. Jock, Harry, Tôn Quốc Tài và đám lính đánh thuê đều mừng rỡ. Tất cả chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần cửa đá vừa mở thì sẽ lập tức xông vào trong sốc bởi vì kích động mà cũng đã quên hạ lệnh giết Lê Uy Long rồi. Lúc này, cánh cửa đá đột nhiên mở ra. Một chùm sáng trói mắt từ bên trong cái kho bằng đá chiếu ra ngoài, châu báu đẹp đẽ trong phòng như vô số vì sao trên bầu trời đêm, rực rỡ trói mắt. Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai đứng trước cửa đá đột nhiên lóa mắt do ánh sáng mạnh chiếu rọi, suýt chút nữa mắt cũng bị mù. Hai người vẫn chưa phản ứng lại thì đột một bị một lực hút cực mạnh kéo vào bên trong. A! À a à, chu nhược mai và lê uy long không kịp chuẩn bị thời điểm đang bị kéo vào đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh hãi róc nhìn thấy cửa đá mở lê uy long và chu nhược mai đều xông vào vội vàng hô lớn nhanh vào mau không được để bọn nó lấy kho báu nói xong chính ông ta xông về phía kho tàng trước nhất harry và đám lính đánh thuê phản ứng lại cũng mau chóng xông vào theo ầm uhm, một âm thanh cực lớn vang lên Lúc bọn họ mới vừa xông tới, cửa đá đang mở ra một lúc đột nhiên ầm một tiếng nhanh chóng đóng lại lần nữa. Dầm dầm rầm. gióc, Harry và đám lính đánh thuê sông về phía trước không kịp kìm lại bước chân, dồn dập đập vào cửa đá. A, à, chương 371 sống và chết. Chán bọn họ đập vào cánh cửa, từng người từng người bị đụng đến nổ đom đóng mắt, lần lượt phát ra tiếng kêu thảm. Trên chán đụng đến mức nổi lên một cục u lớn những tên lính đánh thuê đằng sau cũng không dừng được dồn dập sông lên trước, mãi đến khi đụng chúng những người phía trước mới dừng lại. Jock, Harry và đám lính đánh thuê sông tới trước thấy cửa đá đã đóng, tất cả đều sợ đến chảy mồ hôi ròng ròng. Vừa nãy nếu như nhanh hơn một bước, chẳng phải bọn họ đã bị cửa đá kẹp thành bánh nhân thịt rồi sao? Sống và chết chỉ thua kém nhau một bước. Tất cả mọi người sợ hãi không thôi, sững sờ tại chỗ. Nguyễn Tú cầm muốn nhân cơ hội chạy trốn, thế nhưng tay chân bị trói cô căn bản không có cách nào trốn đi chỉ cần cô nhúc nhích nhiều lính đánh thuê ở đây như vậy nhất định sẽ bị phát hiện nhìn thấy lê uy long và chu nhược mai đều bị lôi vào bên trong kho tàng cô cũng rất lo lắng không biết bọn họ còn có thể ra ngoài từ bên trong hay không cô muốn biết kết quả vậy thì phải ở lại đây chờ đợi rồi tại sao lại như vậy tại sao cửa đá chỉ mở ra một lúc mà đã đóng lại nhanh như thế Jock không hiểu ra sao lên tiếng hỏi. Ông ta vắt óc tìm kế, sử dụng nhiều tiền nhiều người như vậy, thật vất vả mới ép Chu Nhược Mai phá được ván cờ, mở cửa đá, kết quả cánh cửa chỉ mở một lát, chính mình còn chưa kịp vào thì nó đã đóng lại. Loại tâm tình lên voi xuống chó này khiến ông ta cũng sắp tan vỡ. Tôi cũng không biết, Harry cũng rất phiền muộn, mắt thấy đã sắp hoàn thành việc lớn, kết quả tất cả đều bị chặn ở ngoài cửa. Lúc này, Tôn Quốc Tài nói, nếu như không ngoài dữ liệu của tôi, có lẽ năm đó người mở kho tàng nghĩ rằng sau này sẽ có rất nhiều người đến cướp kho báu bên trong, vậy nên cố tình sắp đặt như vậy. Khiến cho cửa đá chỉ mở ra một lát, hút hai người đánh cờ trước cửa vào trong, sau đó lại đóng chặt. Lẽ nào chỉ có người phá giải ván cờ mới có thể đi vào lấy kho báu? Róc lại hỏi. Tôi nghĩ chắc là như vậy, Tôn Quốc Tài nói. Vậy tại sao Lê Uy Long cũng có thể đi vào? ván cờ vừa nãy không phải do cậu ta phá mà, Sóc nói. Người thiết kế ván cờ khẳng định không thể cái gì cũng đều nghĩ tới được. Hắn làm sao mà biết ván cờ này sẽ do một cô gái yếu đuối không có khí lực di động quân cờ phá giải. Tuy rằng ván cờ không phải do Lê Uy Long phá giải, thế nhưng cậu ta thay Chu Nhược Mai chơi cờ, còn đứng trước cửa đá cùng với Chu Nhược Mai, vì lẽ đó mới bị hút vào cùng. Tôn Quốc Tài nói, vậy khi hai người đó đi vào, cửa đá lập tức đóng lại, bọn chúng có thể ra ngoài không? Sóc lại hỏi, có thể, nếu đã có thể khiến chúng đi vào trong kho tàng, vậy khẳng định sẽ lưu lại cơ quan để bọn chúng mở cửa ra từ bên trong. Tôn Quốc Tài nói, được, vậy chúng ta không cần phải lo lắng, chúng ta chờ ở bên ngoài. Ngược lại sau khi hai người bọn chúng ở trong đó cũng không thoát đi đâu được, chờ bọn chúng ra ngoài chúng ta giết chúng là được. Kho báu sớm muộn gì đều là của chúng ta, Sóc nói. Không sai, Chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ đợi là được rồi." Tôn Quốc Tài nói. Nguyễn Tú Cẩm nghe được dốc bảo rằng chờ Lê Uy Long và Chu Nhược Mai ra ngoài sẽ giết chết bọn họ, nhất thời sốt ruột. Lê Uy Long và Chu Nhược Mai ra tới đây cũng sẽ bị giết, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này, bên trong kho tàng. Lê Uy Long và Chu Nhược Mai sau khi bị một lực hút cực mạnh kéo vào, song song té ngã trên mặt đất. Sau đó, hai người thấy được ánh sáng tràn ngập căn phòng đầu đâu cũng có vàng bạc châu khó, còn có vô số dương, không biết bên trong chứa cái gì. Cái kho tàng bằng đá này cực kỳ rộng rãi, bên trong khí lạnh bức người. Trên trần nhà đá có một ngọn đèn sáng liên tục, những bức tường xung quanh không có một khe hở, vững như tường đồng vách sắt. Thật không nghĩ đến, nơi này vậy mà lại cất giấu nhiều vàng bạc châu báu như vậy, khó trách bọn họ không tiếc bất cứ giá nào để trộm lấy kho tàng này. Một đống kho báu ở đâu? nếu là ở thời cổ đại thì đã đủ để chiêu mộ binh sĩ, thành lập một quân đoàn hùng hậu rồi. chương 372 phải bảo vệ. Chuyện này thì anh không biết, không quan tâm là ai giấu, hiện tại điều chúng ta cần làm chính là làm sao bảo vệ đống vàng bạc châu báu này, không để cho kẻ địch lấy được. Lê Uy Long nói, bây giờ kẻ địch đều không vào được, bọn họ cũng không lấy được số kho báu này. Có điều, chúng ta cũng không ra được, làm sao bây giờ? Chu Nhược Mai nói, kho tàng này có thể khiến chúng ta đi vào, nhất định là có lưu lại cơ quan để chúng ta ra ngoài. Lê Uy Long nói, vậy chúng ta mau tìm xem cơ quan ở đâu. Chu Nhược Mai nói, đừng vội, bây giờ chúng ta ra ngoài cũng được, nhưng trước đó nhìn một chút xem nơi này ngoại trừ vàng bạc châu báu thì có còn những bảo vật khác hay không đi. Lê Uy Long nói, dù sao gióc phát óc tìm kế, không tiếc bất cứ giá nào để có được đống kho báu này. Anh cảm thấy ngoại trừ những thứ này có lẽ còn có thứ khác đáng giá hơn. Nhưng mà Nguyễn Tú Cẩm còn đang ở bên ngoài, chúng ta vào đây, cô ấy có thể gặp nguy hiểm hay không?" Chu Nhược Mai rất lo lắng nói. Trước khi chúng ta chưa ra ngoài, Nguyễn Tú Cẩm sẽ không có nguy hiểm gì. Bọn họ khẳng định còn đang ở bên ngoài chờ chúng ta mở cửa đi ra. Sau đó bọn họ có thể đi vào cướp những kho báu này rồi." Lệ Uy Long nói. "Vâng." vậy chúng ta trước hết xem xem nơi này có còn những bảo vật khác hay không. Chu Nhược Mai cảm thấy Lê Uy Long nói có lý, liền quyết định trước tiên xem xét nơi này một chút. Từ lúc cô sinh ra tới nay, cô chưa bao giờ thấy qua nhiều vàng bạc châu báu như vậy, đối với kho tàng này cũng tràn ngập tò mò. Ngay sau đó, Lê Uy Long tùy cơ mở những chiếc dương kia ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì. Sau khi mở ra, bọn họ phát hiện trong dương căn bản vẫn là vàng bạc châu báu, còn có chút đồ bằng ngọc, cái loại trang sức gì đó. Có một ít dương chứa đồ dùng của hoàng thất. Những thứ này đặt ở thời hiện đại đương nhiên là cực kỳ đáng giá, dùng từ vô giá để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Lúc này, Lệ Uy Long lại tùy cơ mở ra một chiếc dương. Theo dương mở ra, một chùm tia sáng bên trong tỏa ra rực rỡ, soi dọi nhà đá càng thêm sáng trói như ban ngày. Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai suýt chút nữa sáng đến mức ngủ cả hai mắt hai người điều chỉnh tầm nhìn nhìn thấy trong dương vậy mà lại chưa bảy viên đá quý hình tròn lấp lánh sáng lên những viên đá hình tròn này rốt cuộc là bảo bối gì chu nhược mai kinh ngạc hỏi anh cảm thấy chắc là dạ minh châu trong truyền thuyết lê uy long nói dạ minh châu những viên đá này vậy mà lại là dạ minh châu sao chu nhược mai cực kỳ ngạc nhiên đúng ngoại trừ dạ minh châu còn có thứ đồ gì có thể phát ra ánh sáng trói mắt như vậy lê uy long nói thật không ngờ đến, nơi này thậm chí có loại bảo bối quý hiếm như dạ Minh Châu. Chu Nhược Mai cũng có chút kích động. Cô xưa nay chưa từng nhìn thấy dạ Minh Châu, không nhịn được cầm lên một viên lóa sáng trong tay. Thật là đẹp, hóa ra đây là dạ Minh Châu. Em thật sự rất thích, Chu Nhược Mai yêu thích không buông tay. Thích thì em mượn chơi một chút đi, Lê Uy Long nói. Chỉ có thể chơi một chút thôi sao, em có thể lấy một viên không? Chu Nhược Mai hỏi. Không được, đây là di vật văn hoa của Long quốc chúng ta, em không thể chiếm làm của riêng." Lệ Uy Long phê bình một chút. Chu Nhược Mai thấy Lệ Uy Long không hề nể tình, trề môi nói, "Xem như là em giúp hóa giải bàn cờ, cho em một viên xem như phần thưởng nhé." "Chờ sau khi ra ngoài rồi hãy nói, nếu như em thích, anh có thể xin một viên, hoặc là đấu giá mua lại." Lệ Uy Long nói. "Dạ Minh Châu này là bảo vật vô giá, anh có bao nhiêu tiền có thể mua được?" không bằng để em lén giấu một viên đi ra ngoài nhé. Chu Nhược Mai thật sự quá yêu thích Dạ Minh Châu, đã xem nó như hòn ngọc quý trên tay, cực kỳ yêu thích rồi. Chương 373 anh không cho em giấu. Đồ vật lấp lánh như vậy, sao em giấu đi được? Cho dù em có thể giấu được, anh cũng sẽ không cho em giấu, đây là đồ của Việt Nam chúng ta, không thể chiếm riêng cho mình. Lê Uy Long nói. Tuy rằng Chu Nhược Mai là vợ của mình, nhưng anh thân là hộ soái bảo vệ tuyệt đối sẽ không làm người nhà mình chiếm di vật văn hóa làm của riêng. Được rồi, em chỉ nghịch một chút, chơi một tí thôi. Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long không đồng ý, cô cũng không dám suy nghĩ quá đáng. Tiếp theo, Lê Uy Long lại tùy tiện mở ra một ít thùng, bên trong đều là các loại ngọc khí, châu báu, rất nhiều thùng. Bởi vì rất nhiều thùng, anh cũng không có cách mở ra toàn bộ, đều là tùy tay mở ra một ít. Nhìn thấy căn phòng đá này toàn bảo vật hiếm thấy, lê uy long và chu nhược mai rốt cuộc biết vì sao gióc sẽ không tiếc hết thảy muốn được đến bảo tàng này nhìn giá trị của bảo tàng này còn đáng giá hơn nghìn lần so với tập đoàn vương lôi trong tay chu nhược mai cầm một viên dạ minh châu vẫn đi theo lê uy long một đường đi vào sâu trong căn phòng đá có dạ minh châu chiếu sáng trong căn phòng đá sáng như ban ngày lê uy long luôn cảm thấy bên trong căn phòng đá này trừ những bảo vật hiếm thấy này hẳn là còn có gì đó càng chân quý hơn Lúc này, trong núi Hồ Sơn, một chiếc xe jeep gào thét mà đến, dừng lại trong núi Hồ Sơn. Người trên xe đến là quân y Lưu Bảo Thông. Vừa rồi Lưu Bảo Thông mệnh lệnh của Thiên Thành, lập tức chạy đến núi Hồ Sơn. Bất quá anh ấy lái xe đến, đương nhiên tốc độ kém xa so với trực thăng, cho nên viện quân mà Minh Hải phái ra đến trước anh ấy. "Phạm tướng quân, chiến đấu còn chưa bắt đầu sao?" Lưu Bảo Thông đi đến trước mặt Thiên Thành hỏi. "Chưa bắt đầu." đang đợi mệnh lệnh của hộ soái, Thiên Thành nói. Hộ soái đâu, anh ấy đi đâu?" Lưu Bảo Thông hỏi. "Anh ấy đã xuống dưới hầm ngầm với phu nhân rồi." Thiên Thành nói. "Phía dưới hầm ngầm, rốt cuộc là tình huống gì?" Trong khoảng thời gian này Lưu Bảo Thông vẫn chỉ lo chữa bệnh cho cha mẹ của Lê Hồng Ngọc và Kiều Vi, rất nhiều chuyện Thiên Thành cũng không nói cho Lê Uy Long cho anh ấy, cho nên anh ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại Lưu Bảo Thông hỏi Thiên Thành đành phải nói những chuyện gần nhất đã xảy ra cho Lưu Bảo Thông. Lưu Bảo Thông biết được Lê Uy Long và Chu Nhược Mai chỉ mang theo hơn 200 người xuống dưới, rất là kinh ngạc, làm cho hộ soái một mình xâm nhập hang hổ, vạn nhất anh ấy có sơ suất gì, chúng ta chết trăm lần cũng cũng khó trốn tội được. Tôi biết, nhưng là hộ soái cố ý làm như vậy, chẳng lẽ tôi dám chống lại mệnh lệnh được à? Thiên Thành nói. Lúc này, Hà Ngọc Lan nói, Phạm Tướng Quân, hộ soái đã đi xuống một thời gian dài, đến bây giờ đều không có một chút động tính có thể anh ấy đã xảy ra chuyện hay không không bằng hiện tại chúng ta cũng đi xuống cứu hộ soái ra không được không có mệnh lệnh của hộ soái chúng ta tuyệt không thể tự hành động thiên thành nói chỉ là tôi lo lắng hộ soái đã bị bọn họ khống chế không thể phát ra tín hiệu cho chúng ta hà ngọc lan nói chờ một chút nếu không có nhận được mệnh lệnh của hộ soái hiện tại chúng ta sẽ đi xuống nhất định sẽ tạo thành thương vong lớn tự tiện hành động, tạo thành không cần thương vong, đến lúc đó hộ soái sẽ bắn chết tôi." Thiên Thành nói, "Nếu như hộ soái đã xảy ra chuyện, anh không nghĩ cách cứu viện, cấp trên cũng sẽ bắn chết anh." Hà Ngọc Lan và Lê Uy Long cứu người suốt ruột, đã muốn dục dịch. Thiên Thành bắt đầu tiến lùi đều khó, một bên là mệnh lệnh của hộ soái Lê Uy Long, một bên là chức trách phụng mệnh bảo vệ Lê Uy Long, nên lựa chọn như nào? "Phạm tướng quân, mau hạ lệnh đi." chúng tôi hiện tại đi xuống cứu hộ soái trong lòng tướng sĩ chúng tôi đã muốn nóng như lửa đốt, đều đến xin chiến đấu. chương 374 câm cho tôi. Đều câm miệng cho tôi. Tôi là tướng quân hay là các người là tướng quân. Tôi đều có đúng mực, không cần các người lắm miệng. Tôi đi theo hộ soái nhiều năm, biết rõ thực lực của anh ấy, anh ấy không có việc gì đích. Nếu ai dám làm loạn quân tâm, tôi lập tức bắn người đó cuối cùng Thiên Thành vẫn là quyết định nghe theo mệnh lệnh của Lê Uy Long, không tự tiện hành động. Là một người tướng lĩnh, phải bình tĩnh tuyệt không có thể xúc động. Nếu tùy tiện hành động, sẽ giống lời của Lê Uy Long, đi xuống bao nhiêu chết bấy nhiêu. Bởi vì, địch nhân phía dưới, sớm đã đem hỏng súng nhắm ngay cửa hầm. Các tướng sĩ nghe được Thiên Thành nói như vậy cũng không dám nhiều lời nữa. Trong căn phòng đá, Lê Uy Long và Chu Nhược Mai càng đi sâu vào trong càng cảm giác lạnh lẽo loại khí lạnh tận xương tủy này làm cho chu nhược mai không khỏi có chút sợ hãi nơi này âm trầm như vậy có thể có yêu ma quỷ quái không chu nhược mai bởi vì sợ hãi không khống chế được mà nắm cánh tay của lê uy long trên đời này căn bản là không có yêu ma quỷ quái em không cần sợ hãi lê uy long nói vậy vì cái gì càng đi sau càng âm trầm chu nhược mai nói nơi này nhiều năm không thấy ánh mặt trời âm trầm cũng rất bình thường thật ra lê uy long cũng cảm giác được khí lạnh không giống bình thường nhưng anh cũng không nói được là do nguyên nhân gì lúc này lê uy long và chu nhược mai nhờ ánh sáng của dạ minh châu thấy được cuối thế phòng thế mà lại có một chuôi kiếm rất to mà thân kiếm thì cắm ở trong sàn nhà nhìn không thấy thân kiếm rốt cuộc là thế nào nhưng chỉ nhìn chuôi kiếm cũng thấy được thanh kiếm này cũng không phải thanh kiếm thường thanh kiếm này rốt cuộc là kiếm gì chu nhược mai kinh ngạc hỏi han anh cũng không biết, đi qua xem đi." Lê Uy Long nói xong, cũng nhanh bước về nơi cắm kiếm. Chu Nhược Mai cũng chỉ nhanh hơn bước chân đi theo cùng đi với Lê Uy Long. Càng đến gần chỗ cắm kiếm, khí lạnh càng nhiều. "Chẳng lẽ khí lạnh là do thanh kiếm này phát ra?" Chu Nhược Mai nói. Anh nghĩ hẳn là phải Lê Uy Long nói. Kiếm chôn trong lòng đất đều có thể phát ra khí lạnh lẽo như vậy, thanh kiếm này dường như không đơn giản." Chu Nhược Mai nói. "Đúng vậy," nếu giống như anh đoán, thanh kiếm này hẳn là một tuyệt thế thần kiếm. Lê Uy Long nói, phía trước hắn liền vẫn cảm thấy được, trong căn phòng đá này trừ vàng bạc châu báu, ngọc khí trang sức và dạ minh châu, hẳn là còn có bảo vật càng làm cho kẻ khác dung. Xem ra, cái thanh tuyệt thế thần kiếm này chính là kinh ngạc vui mừng lớn nhất giấu trong bảo khố này. Bằng không, cũng sẽ không đem bảo kiếm chôn ở tận cùng bên trong bảo khố. Đây khẳng định là thần kiếm để chấn. Lúc này, Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai đã đi đến cạnh chuôi kiếm. Từ chiều rộng thanh kiếm lộ trên mặt và chuôi kiếm rất to có thể phán đoán, thanh kiếm này khẳng định là một thanh kiếm rất to. Bởi vì chuôi kiếm đều to như vậy thì thân kiếm khẳng định sẽ không bé. Chương 375 Cổ văn. Lúc này, Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai thông qua ánh sáng của dạ minh thấy trên nền có khắc mười mấy dòng chữ. Những chữ này đều là cổ văn, vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai đều là người có học, nên vẫn có thể xem hiểu đại khái. Những chữ này, đại khái ý là, ở một triều đại hơn 2.000 năm trước, có một vị tên là Trần Quảng Thành thủ lĩnh Nghĩa Quân, bởi vì Hoàng đế ngu ngốc, gian thần lộng quyền, dân chúng lầm than, nên bất đắc dĩ phải khởi nghĩa. Lúc đầu đã đánh bại một nửa giang san rồi, nhưng vì nhiều lý do, cuối cùng vẫn thua. Lúc bên thua chạy trốn, Trần Quảng Thành bị bắt, sau đó bị trảm, Dũng tướng mạnh nhất Hiên Viên Bá dẫn tàn quân trốn tới thành Nam Quảng Cố sống chết để giữ lấy. Đối mặt với quân địch trùng điệp vây thành, Hiên Viên Bá biết bại cục đã định, nên sai người tăng cường việc kiến tạo phòng chứa châu báu này, cất giữ tất cả vàng bạc châu báu ở đây, mong một ngày trở lại để lô bảo vật này để chiêu binh mãi mã, đông sơn tái khởi. Hiên Viên Bá tinh thông cờ tướng, cho nên đã cho người thiết kế cơ quan dùng phá giải ván cờ để mở ra phòng chứa châu báu. Nguyên do bởi vì ván cờ này chỉ có hắn mới có thể phá dù người khác tìm đến nơi này cũng không có cách mở được phòng chứa châu báu trừ cái đó ra trước khi hiên viên bá tham gia khởi nghĩa còn là kiếm khách đệ nhất thiên hạ đương thời kiếm pháp vô địch thiên hạ hắn dùng cờ để hiểu được kiếm và tạo ra một bộ kiếm thuật vô song bởi vì thất bại đã định hiên viên bá định cải trang và trốn khỏi thành quyết định quyết định trôn bảo kiếm tuyệt thế của mình ở đất này sau này tới lấy lại kiếm bởi vì kiếm quá lớn nên mang theo người nhất định sẽ bị nhìn thấu thế nhưng hiên viên bá cũng suy nghĩ đến khả năng mình không có cơ hội trở về lấy bảo vật và bảo kiếm này nên ở phần cuối văn tự đã viết nếu như hậu nhân hữu duyên có thể đi vào phòng chứa châu báu thì cần rút ra bảo kiếm của hắn lấy bảo kiếm làm chìa khóa rồi sen vào khe hở bên phải cửa đá kia lắc phía trái một cái là có thể mở cửa đá đi ra nếu như không nghĩ ra thì xoay bên phải là có thể đóng cửa cửa đá lần nữa Xem xong văn tự, Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai đều cực kỳ kinh ngạc, rốt cuộc họ cũng biết, lai lịch của phòng chứa châu báu này. Hóa ra là một đội quân nổi dậy đã trôn kho báu ở đây hơn 2.000 năm trước, lẽ nào lại có nhiều bảo vật quý giá như vậy? Chu Nhược Mai nói, đúng vậy, thanh bảo kiếm này là bảo kiếm của kiếm khách hiên viên bá đệ nhất thiên hạ, kiếm này hẳn là càng đáng giá tiền hơn vàng bạc châu báu kia. Lệ Uy Long nói, nhưng tại sao hiên viên bá không quay lại để lấy những bảo vật này và thanh kiếm của mình chu nhược mai hỏi theo một số ghi chép lịch sử của giã sử hiên viên bá chạy ra thành nam quảng không lâu sau do bị phản đồ bán đứng nên bị hành quyết vì vậy anh ta không có cơ hội quay lại để lấy nó lê uy long nói đây là cái giã sử gì vậy làm sao em chưa từng được học chu nhược mai hỏi giã sử nó không có trong sách giáo khoa nên tất nhiên là em chưa học rồi Lê Uy Long nói. Sao anh biết? Chu Nhược Mai hỏi. Từ nhỏ anh đã cảm thấy rất hứng thú với lịch sử, tự mình tra được. Lê Uy Long nói. Nếu anh biết giai đoạn lịch sử kia, vậy vì sao anh không biết nơi này có phòng chứa châu báu? Chu Nhược Mai hỏi. Vì nó là một kho báu được giấu kín, nên phải là một bí mật, chưa được thế giới biết đến và nó không được nói đến trong giã sử. Lê Uy Long nói. Ngay cả người Trung Quốc chúng ta cũng không biết, vậy tại sao những người nước ngoài như gióc này có thể biết chu nhược mai lại hỏi ai biết bọn họ lấy thông tin từ đâu trước không cần quan tâm nhiều vậy đâu nếu muốn mở cửa đá đi ra ngoài thì phải lấy thanh bảo kiếm này làm chìa khóa anh rút thanh bảo kiếm này ra rồi lại nói lê uy long nói ừ vậy anh mau ra kiếm rút em muốn nhìn một chút xem đây rốt cuộc là bảo kiếm tuyệt thế như thế nào chu nhược mai nói tốt vậy em tránh ra trước anh lập tức rút nó Lê Uy Long cũng khẩn cấp muốn nhìn xem bảo kiếm tuyệt thế của kiếm khách hiên viên bá đệ nhất thiên hạ trôn giấu hơn 2.000 năm. Chu Nhược Mai đi ra mấy bước, hai tay Lệ Uy Long nắm chuôi kiếm, sau đó dùng lực rút. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 375